Chào Phạm Phạm Phúc Thanh hay là Thanh Phạm Phúc. Chào Nguyễn Hoàng. Chào Võ Đức Thi. Chào Phạm Phạm. Chào Vũ Đức Thi, chào bác Nguyễn Loan. Xin mời mọi người chia sẻ giùm Hiếu Ngọc nhé. Đề nghị mọi người chia sẻ giúp cho Hiếu Ngọc nhé. Chia sẻ mạnh lên bà con ơi. Chia sẻ mạnh lên bà con ơi, bắt đầu cuộc chiến bà con ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Loan. Xin chào mọi người chia sẻ giúp Hiếu Ngọc đi. Chào Nguyễn Tuấn Anh. Chào Nguyễn Văn Tân. Nói chung là Hiếu Ngọc xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn ngày hôm nay. Chào 20 người đang coi. Hôm nay Hiếu Ngọc xin có một cái đề nghị như thế này. Bắt đầu từ hôm nay, Hiếu Ngọc sẽ chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những linh mục nha cả nhà. Thì xin mời mọi người cùng lên tiếng nói để phản biện lại và vạch mặt, vạch tội những kẻ đang bán rẻ lương tâm, bán rẻ tổ quốc. Bây giờ Hiếu Ngọc xin trả lời, xin kể một câu chuyện như này. Hồi tối hôm qua Hiếu Ngọc có vào một cái trang đó tên là gì quên rồi, Quốc Trương hay là cái gì Trương đó. Thì Hiếu Ngọc thấy linh mục Nguyễn Đình Thục nhá. Hôm nay là Hiếu Ngọc chiến linh mục Nguyễn Đình Thục. Mọi người chia sẻ giúp và xin mọi người cùng lên để chia sẻ nhé. Rồi Phạm Thanh Phúc chờ một chút, Hiếu Ngọc mở chủ đề đã. Thì linh mục Nguyễn Đình Thục lên trên mạng cộng đồng người Việt hải ngoại nhá cả nhà nhá. Và đây là một cái nhóm chống cộng cực đoan rất mạnh ở bên hải ngoại. Đó, thì linh mục Nguyễn Đình Thục a dua lên và lên xuyên tạc, nói những cái chuyện không có trong cái đất nước này. Và thời gian vừa qua một năm trời rồi, Hiếu Ngọc cũng không bao giờ nhắc đến ông ta. Nhưng ngày hôm nay, sau khi cái diễn đàn tối hôm qua của cái người chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài, họ lên trên mạng, họ sẵn sàng nói xấu trong khi đất nước đang chịu tang. Đất nước đang chịu tang một người gọi là đã cống hiến hết đời mình cho cái dân tộc này, cho cái đất nước này. Đó, thì cái người này là một người linh mục, là một người đứng đầu của một giáo xứ. Nhưng mà ông ta lên trên mạng, ông ta lại có những cái luận điệu xuyên tạc và chống đối đảng và nhà nước. Thì rất mong bà con anh chị em ở đây, ai là người muốn chia sẻ và hiểu biết gì về cái lão linh mục Nguyễn Đình Thục này thì xin mọi người lên chia sẻ để vạch mặt, vạch tội hắn trước bà con giáo dân Việt Nam. Điều đầu tiên chúng ta làm ngày hôm nay á, vạch mặt chúng, vạch mặt cái lão này á, là để làm gì mọi người biết không? Để cho những bà con giáo dân ở tất cả các tỉnh trong toàn quốc biết rõ bộ mặt thật của một linh mục phản động phản quốc này, phản lại nhân dân, phản lại tổ quốc này. Ông ta mượn danh là một người linh mục nhưng thực tế bản thân ông ta luôn luôn cấu kết với những thành phần chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Và bản thân Hiếu Ngọc thấy ông ta đã từng lên mạng chụp hình với Emily nhá. Emily là một người chống cộng cực đoan, chống phá đất nước này. Cho nên ngày hôm nay á, bởi vậy nên chúng ta cần phải vạch mặt, phải vạch mặt lão để cho bà con giáo dân họ biết. Nếu như bà con giáo dân, những người chân chính mà người ta lại phải đi dưới cái sự chỉ đạo của một người linh cẩu này thì rất tội nghiệp cho người ta, bởi vì cái này nó sẽ gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, nó sẽ gây chia rẽ tôn giáo trong Việt Nam. Cho nên chúng ta phải vạch mặt một linh mục tên là Nguyễn Đình Thục. Xin mời anh chị em nào có ý kiến gì thì xin mời anh chị em cứ gửi yêu cầu, Hiếu Ngọc mời lên nhé. Cả nhà còn nhớ năm 2016 linh mục Nguyễn Đình Thục đã từng dẫn con chiên của mình, dẫn đàn chiên của mình đến đập phá trụ sở
công an xã ở tỉnh Nghệ An. Cái năm đó là Hiếu Ngọc quên mất là không biết là cái trụ sở gì đây. Đúng rồi, xin mời bạn nào, bạn Hằng Nguyễn, xin mời bạn lên chia sẻ. Nếu bạn cảm thấy ngại, bạn có thể giấu mặt, xin mời bạn chia sẻ, Hiếu Ngọc mời. Nếu bạn đồng ý, bạn ok đi. Đó, cho nên á, Linh Mục Nguyễn Đình Thục cần phải được vạch mặt trước toàn thể bà con nhân dân trong cả nước. Không thực, chúng ta không thể để cho hắn hoành hành, hắn nói xấu đất nước và nói bôi xấu lãnh đạo. Hàng ngày lão lên trên mạng, cộng đồng mạng với người Việt hải ngoại và nhất là cái nhóm chống cộng cực đoan, con của những người Việt Nam Cộng Hòa, ngụy quân, ngụy quyền này. Đó. Trong khi nếu như Đảng Cộng sản và đất nước này, người dân Việt Nam này nếu như hèn còn đất nước cho ngày hôm nay để cho chúng lên đây chúng chống phá không? Chúng ơn còn không hết mà tại sao chúng lên mạng chúng có những... Đúng rồi, xã Sơn Hải, Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn em lên chia sẻ giúp chị cho nó cụ thể hơn cho bà con biết. Chị mời em được không? Được thì em ok dùng chị. Em có thể giấu mặt bởi vì em ở gần đó. Chị mời em ok đi. Một người đi đạo Thiên Chúa hay là bất cứ cái đạo nào, đạo Phật hay đạo Thiên Chúa, người ta chỉ biết là làm sao mà truyền dạy cho con chiên của mình những cái đạo làm người. Những cái đạo làm người là cái trước tiên cái đã. Ông ta lại luôn luôn dẫn đầu những cái người con chiên ngông cuồng đi chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá chính quyền. Và ông ta còn thậm chí còn lấn chiếm đất đai của người dân. Đó là Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Ông ta dẫn, ông ta đã bày cho những người con chiên ở tỉnh Nghệ An đó, ở xã Sơn Hải, tỉnh Nghệ An, ra ngoài quốc lộ 1, chặn quốc lộ 1 và thậm chí bia đá vào những người cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, bia đá vào những người lái xe đi trên đường. Họ là những người gọi là vô tội. Cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Anh. Đó là một linh mục không thể chấp nhận được. Mọi người ở đây chúng ta cần phải lên án, vạch mặt tội ra, tội hắn ra. Nếu như một người đã là một người đứng đầu một giáo xứ thì phải biết thế nào là luân thường đạo lý. Không phải dẫn một đàn quân đi mà để mà chống lại một cái đất nước, một thể chế đang rất là tốt đẹp như thế này, làm ảnh hưởng đến cái sự bình an của cái đất nước này. Một con người mang danh trong người là linh mục, người ta phải tu đạo tạo đời đã. Nhưng mà lão ta chưa tu đạo tạo đời, bằng chứng ở đây lão ta từng chụp hình với Emily. Và ngày hôm qua lão ta lên trên mạng cộng tác với cái nhóm chống cộng cực đoan ở hải ngoại, lên xuyên tạc và nói xấu đất nước này. Đó là Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Xin bà con tẩy chay và bà con hãy tỉnh táo, nhất là những người giáo dân hiện đang sống ở xã Sơn Hải. Mọi người chia sẻ mạnh cái clip này giúp em. Bà con giáo dân sống ở xã Sơn Hải, mọi người hãy tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc và cái sự chống phá của một cái vị linh mục này. Ngày hôm nay Hiếu Ngọc chia sẻ sau khi Hiếu Ngọc đã tìm hiểu rất kỹ về luật tôn giáo. Những người đã bước vào làm linh mục thì không được phép tham gia chính trị. Chị mời em rồi đó. Chào chị. Vâng. Chị ơi, em là ở ngay chỗ gần ngay chỗ Linh Mục Nguyễn Đình Thục quản xứ chị ạ. Người dân chúng em bức xúc lắm. Nói chung là trong cái thời gian đó không nhờ cảnh sát cơ động thì chắc lẽ bọn em không không thể tha thứ cho cái thằng cha đi đâu. Bây giờ phải gọi là thằng cha chứ không phải là gọi là linh mục nữa. Đúng rồi. Bức xúc lắm. Dạ. Vâng. Mà chị biết không? Có nghĩa như là ý như là kiểu nó ngang ngược lắm. Nó mà kiểu con chiên nó đi, tại vì bọn em là dân 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 đi bán hàng mà, dân ở chợ á, thì kiểu dân nó nghe nghe cha lắm, nó biết là cha làm sai,
Nó biết là cha làm sai nhưng mà kiểu nó giống như kiểu là nó bắt buộc phải nghe á. Thì ông ta vì ông ta quản sứ được một thời gian thôi nhưng mà kiểu quá lộng hành, thì bắt đầu vào cái thời điểm mà ông dẫn đi kiện Formosa thì bọn em cũng nghĩ là kiểu như là ừ thì thôi thì ông cứ đi làm vậy, thì mình cũng là có người dân đi biển thì mình cũng nghĩ là để ông em lần đầu tiên lên diễn đàn nên nói hơi run, thì mong Em cứ mạnh cậu dạn chia dạ sẻ. ý là Mạnh kiểu dạn. mong cộng đồng mạng là thông cảm cho em, bởi vì em quá bức xúc về cái vụ Nguyễn Thị Thục, nhưng mà em thì người dân bình thường em chưa được lên diễn đàn để nói chuyện với các anh các chị ở trên diễn đàn, nhưng mà em quá bức xúc mà em thấy chị chia sẻ để mà nói các linh mục, thì ở gần chỗ em nhất đó là Nguyễn Thị Thục, nên là em đang nói là nếu như mà được mà đi ra thì trận chiến để mà nếu mà đánh được nó để mà mình có phải chịu một cái gì đó bọn em vẫn chấp nhận, bởi vì quá quá bức xúc là nó quá ngang ngược cái chuyện Đúng rồi. mà dạ, mà trong cái thời điểm đó là mất phải 1 tháng, hơn 1 tháng á, người dân bọn em không yên ổn được, bởi vì chỉ biết thấp tha thấp thỏm, bởi vì nó nói là nó thuê giang hồ nó kia các thứ là ở các nơi để về, thì bọn em bảo chứ giang hồ đâu bằng dân mình đây, chị biết không, thậm chí mà tối lại á vợ chồng con là ra đường hết, nghĩa là chỉ có người già với lại trẻ con là ở nhà thôi, còn bọn em ra đường bọn em bảo là dù có chết bọn em cũng phải bảo vệ được cái xã Sơn Hải và cái đất nước Việt Nam này, không có để cho nó Chính bọn nó xác, lộng hành. Vâng, đó, nhưng mà nói thật với chị là nó chỉ to miệng vậy thôi chứ còn nó không có làm được cái gì đâu, vậy chị biết không, vô trong giáo xứ dân bọn em đứng ngoài vây quanh, nó gọi cho cảnh sát là công an là đến để bảo vệ cho nó về, lúc bảo vệ cho nó về tới nhà nó quay sang nó lại bảo là công an mình là làm đánh đập với lại nọ kia, thì chị nghĩ xem đấy thử có tức không, em đúng nói thật. thật với chị nhé, nghĩa là nó ác lắm, nó cho dân là đi mua là ớt cay này rồi chai để vì nó xay nhỏ ra này, nó độc ác lắm, nó làm đủ thứ để cho người dân mình, ví dụ như bọn dân bọn em mà bức xúc quá mà đi lên cái chỗ giáo xứ đó thì nó làm những cái ví dụ như chẳng hạn như nó chấn đường là cho mình vô mình không ra được này chị này, xong rồi bắt đầu là nó nói chung là nó thâm hiểm lắm, nó làm đủ việc, bởi chị biết sao bọn em biết rõ, bởi vì bọn em là người dân đi chợ, em người dân bên lương đi chợ với người dân bên giáo, mà con chiên là nó có những cái hành động gì là bọn em biết hết, chẳng qua là bọn em là người dân không đứng ra để mà vạch mặt được những cái âm mưu của cái bọn mà linh mục đó, bọn em không 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 làm được, bởi vì là bọn em không đủ cơ sở, không đủ chứng cứ để mà đưa nó ra được, nhưng mà nếu như mà có một người nào đứng ra để mà dẫn dắt bọn em á, bọn em sẽ làm được, em nói thật, bởi vì bây giờ mình là một người con dân của Việt Nam mà tự nhiên tên đất nước Việt Nam mình đó, chị thấy không, có một cái chuyện gì xảy ra đâu về mà nó bày ra đủ trò đủ chuyện để cho nó nói xấu rồi nó xuyên tạc rồi nó làm đủ kiểu đủ trò đủ vẻ, nên là bọn em bức xúc lắm, nói chung là người dân mà em bức xúc lắm, nhưng mà trong Cho thời chị gian thế này, cái hôm mà cái thời điểm mà bọn em đã sắm kẻng á, phải nói dạ là anh chị em trên cộng đồng mạng rất mừng, rất vui và hy vọng sau này á các em là người trẻ tuổi ở khu vực đó nên tổ chức những cái hội đoàn để tuyên truyền cho bà con giáo dân và chính bà con của mình. Người ta càng ngày người ta sống người ta sẽ hiểu ra được cái sự khốn nạn của cái lão cẩu tặc coi như là Nguyễn Đình Thục này. Nói chung là bọn em thì mới bước đầu cũng cũng kiểu cũng nghĩ là giống mình người dân bình thường thì lo làm ăn rồi kiểu ai làm gì kệ, nhưng mà sau thấy nó quá trớn quá, mà không phải những nó là mà cả cả, cả cái thằng Đặng Hữu Nam này chị, Đặng Hữu Đúng. Nam cách ở chỗ nhà em cũng không có xa đâu, ừ, thằng Đúng. nó mất dạy lắm, nói chung bây giờ không phải gọi là cha nữa mà phải gọi là thằng, mà thằng nào nó cũng mất dạy tức lắm chị, nhưng mà kiểu mình không 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 có biện pháp nào, thậm chí người dân bọn em còn còn bức xúc đến mức độ mà
không nói được là tại sao nhà nước lại hay là các cấp ở trên này tại sao lại không xử lý được đi, nhưng mà theo em nghĩ thì chắc lại là người ta phải có một cái lý do nào đó thì người ta mới mới nói chung ở cấp trên người ta còn lo hơn hơn bọn em nhỉ. Đúng rồi Trên em người ta còn còn lo hơn bọn em, cho nên là bọn em thì cứ nghĩa là cũng cứ mong làm sao. Chị thấy còn cái vụ mà nó xây lấn chiếm ra chỗ dòng sông ở đó, mỗi lần đúng. mưa bão về á nó sạt lở lại nó ấy vất vả, cho nên là Đúng rồi đó. cho nên là bây giờ á, bọn em chỉ mong sao cấp trên người ta nắm được cái chứng cứ mà chị biết không, cái bọn 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 linh cẩu này nó phải gọi là linh cẩu gọi chó đấy, em tức lắm rồi em phải nói nhỉ? Xin phép cộng đồng mạng cho em hụn, hôm nay em lên điện làm lần đầu tiên mà cho em hụn chị phải tức quá rồi. Mà chị biết không, đứa này đi à, có đứa khác về nó còn mất dạy hơn nữa chứ không phải là chừng nó đâu. Nhưng mà vâng, nhưng mà người dân Sơn Hải chúng em á, không phải những anh em trong đội cờ đỏ để mà tự phát nữa, mà người dân chúng em á là hệ mà cứ cứ cho phép là bọn em không 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 có nể. Đúng rồi, Nghĩa mình là không thể chấp nhận sống với những cái loại mà mặt người dạ thú. Chị mà đã em nghe nói là chị lên diễn đàn để chị vạch mặt những cái linh cẩu mà em thấy tên Nguyễn Đình Thục là đầu tiên là em muốn lên diễn đàn lắm, tại em chưa bao giờ em lên diễn đàn hết, mà em cũng theo dõi diễn đàn của chị nhiều rồi nhưng mà em chưa được góp cái lời nói để mà cho tên cộng đồng mạng người ta hiểu, để người ta biết được là những cái tên linh mục nó nham hiểm lắm chị ấy, nó bày đủ cái kiểu mà nó ác lắm, nó độc ác cực kỳ luôn, chứ không phải là nó chỉ chống phá trên 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 cộng đồng mạng hay là trên trên ấy đâu, mà nó thực tế luôn, nghĩa là nó nào mua hết các cái thứ, nghĩa là bọn em cứ cứ nghĩ thôi hiểu nó làm như vậy thôi chứ nó không thực tế, nhưng mà nó đi thực nó làm thực tế luôn, bọn em không dám lên cái xứ của nó luôn, mà lên là sợ nhiều khi mình bị nó độc ác lắm, nó không phải như người dân lương mình. Mình có thể mình chỉ biết không, thậm chí nhá anh em tức quá mà đến nhà con Chiên, những cái nơi mà nó oa trừ thằng thằng Hoàng Đức Bình nhá chị, rồi đúng á dạ đó, đến bọn em đến dân bọn em đến là để mà phá nhà nọ kia các thứ, nhưng mà đến khi xong rồi vẫn cho nó trở về làm ăn bình thường, mình tức nhưng mà mình vẫn có cái lòng vị tha, mình vẫn tha thứ cho nó, chứ không phải là mình tức mà mình giết hại nó hay là mình làm cho nó thiệt nòi thiệt giống đâu. Mình nói thật, em nói thật với chị, với người dân Việt Nam mình tức là mình làm cho đỡ tức thôi, nhưng mà sau cái tức đó mình vẫn vẫn cho nó con đường để nó quay trở về, nhưng mà đúng theo em nghĩ mấy cái thằng linh mục đó nó chẳng có muốn quay đầu về mà nhỉ, nó chỉ muốn một là nó chết, mà hai là nó muốn ở tù cho rục xương nhé, nó chẳng có cái ý nghĩ mà nó quay về. bây giờ đối với chị nghĩ này này, thứ nhất cái khó của nhà nước ở đây là em biết sao không, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, và ở đây là tự do ngôn luận, do nhà nước chúng ta là đã có ký kết với cộng đồng Liên Hợp Quốc rồi, cho nên nhà nước chúng ta luôn luôn tuân thủ cái điều đó đó. Cho nên là từ chỗ đó, cho nên là khi mà bắt bớ một người nào đó phải có bằng chứng chứng cứ đủ, mà chị nói với em là đủ rồi nhưng người ta chưa bắt, người ta phải để chờ đủ cái khung hình phạt, nó phải thật nặng. Ngày xưa chỉ cần có đủ bằng chứng để bắt, nhưng bây giờ không, cho nó làm đi, cho thật mạnh vào. Khi nào mà cái bằng chứng nó là mạnh hơn và đủ cho nó nằm trong tù 20 năm, 30 năm tù người ta mới bắt. Chính vì vậy cho nên là chị em chúng ta là người dân, mà bây giờ như nhất là bọn em sống ở trong cái nôi của chúng như vậy, cho nên các em cần phải mạnh mẽ, cần phải lên án, nếu không sau này bọn chúng càng ngày càng được chớn Em là cũng biết là con em. chỉ mong em cũng chỉ mong như vậy thôi, bởi vì nói thật với chị là khi mà để đến mức độ mà người dân đã bức xúc thì nó cái việc làm của nó quá thể rồi, nó quá đáng lắm rồi, không thể chấp nhận được thì mới đến mức để cho người dân chúng em phải 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 đứng lên để đấu tranh thôi, chứ còn Chính nếu xác. như mà nó
Chứ còn nó mà nằm ở trong cái tầm ngắm của cán bộ hay là của cấp trên thì là nó em thấy là ví dụ như bao nhiêu người người ta bị bắt nọ kia thì để mà xử án nọ kia thì em nghĩ là không liên quan đến 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 người dân chúng em, bởi người dân chúng em không phải lên tiếng. Nhưng mà cái thằng Thục với thằng Nam này nó quá trớn đến mức độ mà người dân chúng em phải lên tiếng, thì chỉ đến nó mức độ đến như thế nào đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì chị hy vọng là em có bà con anh chị em ở gần đó, xin em chia sẻ tất cả những cái ý kiến của chị em ngày hôm nay và ngày mai, ngày mốt còn rất nhiều ngày nữa. Hy vọng em chia sẻ và mọi người ở đó, nhất là những người dân ở đó lên được cùng với diễn đàn anh chị em mình chia sẻ càng nhiều càng tốt. Chị em chúng ta vạch mặt càng nhiều càng tốt để rộng rãi lên cộng đồng quốc tế, cộng đồng hải ngoại và cộng đồng trong nước người ta biết, để người ta tẩy chay cái tên Linh Cẩu này đi. Vâng, thôi em lên em nói mấy câu cho đỡ bức xúc vậy thôi, chị cho em xuống để còn người khác lên chia sẻ nha. Rồi, chị cảm ơn em và chúc em và bà con xã Sơn Hải luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và hy vọng mọi người hãy vững tin, và người ta bảo là chân cứng đá mềm. Dạ, Nếu vâng. có chết ta cũng chỉ chết có một lần, không phải chết hai lần đâu. Cho nên Dạ, nếu có đúng rồi chết chị. phải bảo vệ quê hương đất nước bằng mọi cách em ạ. Vâng, thì em nói với chị từ lúc mới lên diễn đàn thì em bảo là nếu như mà được phép mà nếu chết để mà diệt được mấy thằng này bọn em xung phong mà. Em nói thật, em nói từ tấm lòng của em nói chứ không phải là em nói bằng miệng lưỡi của em đâu, bởi vì một lời nói của mình nói ra với những người xung quanh mình là nhỏ, nhưng mà với cộng đồng mạng là mình lời nói của mình là phải có giá trị, chị hiểu. Cho nên là em nói là nếu như được phép mà diệt cái bọn linh cầu đó mà để cho đất nước mình yên, dù chúng em có hy sinh nha hay là chúng em có bị gì đi chăng nữa, chúng em vẫn chấp nhận. Mà em nói lời nói của em mà cũng là lời nói của người dân Sơn Hải chúng em đồng lòng như vậy luôn, chứ không phải là riêng một bản thân em. Vâng. Cảm ơn em, cảm ơn Để bà. nếu như em có Em chia gì sẻ nói nó có hơi bức xúc quá thì mong cộng đồng mạng thông cảm cho em, bởi vì lần đầu tiên em lên diễn đàn. rồi, em chia Vâng. sẻ mạnh clip này lên để cho bà con xã Sơn Hải, nhất là những người công giáo, hãy tỉnh táo trước những cái luận điệu và những cái luận điểm của cái người trẻ, cái người Linh Cẩu này, làm ảnh hưởng đến danh dự và trí tuệ của người công giáo ở xã Sơn Hải. Hy vọng em Dạ. chia sẻ cảm ơn em rất nhiều. Rồi xin Dạ mời con vâng. Cúc nha. Rồi rồi, Dạ xin em chào chào em. chị nha. Rồi mời con Cúc nha em. Chị đang mời con Cúc ở đó. Bà con ơi, chúng ta chia sẻ ở đây để giúp bà con giáo dân. Chị Hữu Ngọc. À, các bạn à, chị nói đến thằng Thục mấy cả chị khách mời là một cờ đỏ, chị ấy là một người đi đầu trong phong trào cờ đỏ xã Sơn Hải mà bọn À. em đã về bọn em gặp. Chị đấy là một người đứng đi đầu ở trong cái xã Sơn Hải về phong trào cờ đỏ mà À. dẹp loạn cái thằng Thục cái thời gian mà nó làm loạn ấy. Lâu lắm em mới gặp lại chị đấy, bởi vì cái link của em nó bị mất nên là em mới gặp lại. Thì À. nói về thằng Thục thì em nhiều kỷ niệm với bà con xã Sơn Hải và cái thằng giáo xứ thằng Thục lắm. Và Nhưng bọn mà em đã về trực tiếp với giáo xứ thằng Thục. Thì cũng các chị, các anh ở dưới đấy thì cũng đưa em đi tham quan cái nhà thờ của nó. Nhưng mà chị phải biết là cái thời mà thằng Thục nó chỉ đạo một số những cái giáo dân mà ngu muội ấy, là các cái đường mà vào nhà thờ nó lập hết cả các cái barrier nó chắn. Nó à, không cho người lạ các xã khác vào. khốn Có nạn. nghĩa là từ 11 giờ đêm nó đóng xuống, 5 giờ sáng nó mở ra. Nếu mà trong cái thời gian đấy mà có người lạ làng khác đi vào là giáo dân nó sẽ quay nó đập chết đấy, nó khốn nạn đến thế. Mà cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà nó xây cái nhà thờ ấy, mới cái nhà thờ mới của nó ấy, thì như một cái khách sạn 5 sao luôn, nó mới xây và cái chỗ mà nó xây nó lấn ra lửa lòng sông, có nghĩa là cái lòng sông ở đấy chung cả một cái hệ thống của các xã luôn ở cái khu vực đấy, nhưng mà nó lấn ra lửa lòng sông, nó làm cho cái nước ấy nó xói mòn sang bờ bên kia như chị vừa nói đấy. À. Đấy. Cái đấy. Nó ngang nhiên thế mà nó thách thức chính quyền thế. Cái thứ ba nữa là thằng Thục này nó để nó khuyến cáo là bà con là không đi đánh cá. Thì nó để hai cái tàu hỏng, xong rồi nó cho các cái đài chống cực đoan như RFA nó đăng tin là biển chết, cá chết, Formosa chết. Dân không đi được đánh cá, nhưng mà hai cái tàu đấy là ở bên cái xã của giáo dân thôi. Nhưng mà thực ra thì sáng bọn em 5 giờ sáng hoặc là các giờ mà bến cảng cá về ấy, thì
bản thân như chị vừa rồi ấy, chị là làm nghề buôn cá, cá về rất là nhiều và bà con ở bên này ở xã Sơn Hải này tấp lập tàu thuyền đánh cá về rất nhiều, nhưng mà trong khi đó bên cái xã giáo dân ấy, nó lại không đi đánh cá, nó để hai cái thuyền đấy nó tuyên truyền là Formosa là biển chết rồi, bây giờ không có cá. Đúng nạn. Nhưng mà em trực tiếp em về đấy, đi cả bà con Sơn Hải đấy, em vừa đánh cá xong bọn em còn ăn cả đồ cá tươi của các anh chị mời luôn đấy, làm luôn ăn ăn tại bến luôn, bởi vì là cái chỗ bến cá ấy, nó ngay gần cái giáo xứ Thượng Thục luôn đấy, cái bến cá của bà con xã Sơn Hải nó ngay Chị gần được cái biết giáo xứ Thượng Thục là luôn. cái thời điểm mà đi vào họp mà ở trong xã Sơn Hải đấy là gồm có anh em Việt Vision, và lúc đó là cũng có cả quân khúc cầm máy quay 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 này, là chị còn nhớ cái thời điểm đó rất là, nói chung là nó rất là vui. Mà mình nghĩ là cái thời điểm đó là cũng làm nên là một cái việc giống như là một cái lịch sử. Nhưng hiện nay á, là tối hôm qua là nó lên tiếp tục trên cái đài Trần của Hưng Duy Thức. thằng Quân Vâng. cơ đó, xin Vâng. em chia sẻ. Nó hôm qua thì nó clip nó lên cái diễn đàn để nó kêu gọi mấy cái đám ba que bên Úc Châu ấy, nó bảo là đòi tự do cho thằng Trần Hưng Duy Thức. Thì hôm qua mọi người cái câu chuyện nó nói dài lắm nên là em không thể tóm tắt lại được. Thì em chỉ kể một Anh chưa số có những chờ. kỷ niệm và em về trực tiếp cái chỗ thằng Thục để cho mọi người biết thêm thông tin thôi, bởi vì là em đã trực tiếp em ngồi. Thứ nhất là em ngồi mấy cái anh phụ trách về ban công giáo an ninh ở cái khu vực đấy, thì anh ấy bọn em có hỏi và phỏng vấn anh ấy trao đổi, thì anh ấy có bọn em có hỏi là tại sao bọn anh làm an ninh mà bọn anh lại để cho thằng Thục nó làm loạn như thế. Thì hồi đấy bọn em cũng rất bức xúc bởi vì là có cơ quan an ninh mà tại sao để nó làm loạn, thì anh ấy có trả lời với em là bọn anh biết nhưng mà nếu như bọn anh để cho nó đi một cái giáo xứ khác ấy thì nó sẽ làm loạn ở một cái giáo xứ khác, thà bọn anh để đây để bọn anh quản lý nó, bọn anh biết cái chiêu trò của nó, bọn anh quản lý nó thì dễ hơn đấy. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn điều động được đi. Mới cả một cái thêm cái chi tiết nữa là em nói với mọi người như này này, thằng Thục này nó rất khốn nạn, nó không có những khốn nạn với bà con cờ đỏ xã Sơn Hải đâu, mà nó khốn nạn với cả ngay bản thân cái ông cha mà ngày xưa thành lập ra cái giáo xứ sông Ngọc đấy. Có nghĩa là ngày xưa ấy có một cái ông cha xứ ở đấy, ông ấy rất là tốt và ông ấy được lòng rất là nhiều người, và ông ấy không xảy ra mâu thuẫn về các cái vấn đề mà chính trị hay là vấn đề giữa người lương và người giáo đâu. Thì người ta tôn thờ ông đấy, người ta chôn cái mộ của ông đấy ở tại cái giáo xứ sông Ngọc. Nhưng mà khi thằng Thục nó về, nó xây cái nhà thờ đấy, nó chuyển cái mộ của ông cha xứ ấy đi đấy, thì Trời ơi. bà con giáo dân ở đấy người ta cũng phản đối rất là kinh, và nó không chuyển được cái mộ của ông cha xứ mà có uy tín ở cái giáo xứ sông Ngọc đấy. Đấy, đấy là cái chi tiết mà em được bà con xã Sơn Hải kể. Mới cả cái vấn đề mà thằng Thục đấy thì cái đợt mà thằng Dũng Phi Hổ ấy, chỉ biết thằng Dũng Phi Hổ mà Biết. nó về đấy, nó liên kết đấy, nó liên kết mà nó vào giáo xứ sông Ngọc ấy, đợt là nó bao che cho thằng Dũng Phi Hổ một thời gian, và chính cơ quan an ninh là người đã tóm thằng Dũng Phi Hổ ngay trước cổng giáo xứ sông Ngọc đấy. Những cái chi tiết đấy là thằng Dũng Phi Hổ bị tóm ngay trước cổng giáo xứ sông Ngọc À. đấy. Vâng, đấy là hồi là bắt đầu nó bị tóm đấy. Cái thằng Bùi Đức Bình là cái thằng, hay là cái thằng gì tên Bình đó? Bùi Bùi Hoàng 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 Đức Hoàng cái Bình. gì à? Bình Hoàng Đức Bình Hoàng Hoàng Đức Đức Bình Bình, cái thằng đó là cái thằng mà coi như là cái loại mà chống cộng và phản động mạnh mẽ lắm, mà nó cũng từ cái nôi của thằng Thục ra nha bà con. Tiếp tục đi em. mới cả cái như này này, nó em về đấy thì bọn em mà quay hình ảnh giáo xứ nhà thờ ấy, thì bọn em đi quay ấy, thì nó cho giáo dân theo dõi bọn em luôn đấy, anh em quay kênh Việt Vision quay rồi em lấy điện thoại quay là nó cho tháo giáo dân đi theo bọn em luôn đấy, nó theo dõi luôn và nó quay lại luôn, bởi vì bọn em quay là bọn em đưa lên cái phóng sự về tại sao cái nhà thờ nó lại ở cái một cái xã đấy nó rất nghèo so với các xã khác. Nếu mà mọi người về đấy mọi người sẽ thấy cái xã bên cái xóm đảo đấy nghèo hơn so với cái xã khác cực kỳ nhiều, bởi vì là nhà cửa rồi là các cái vật chất kinh tế luôn. Thì tại sao xã nghèo như thế mà nhà thờ lại to, thì mọi người đặt câu hỏi là thằng Thục phải là quyên góp rất nhiều để xây cái nhà thờ đấy, rồi là nó thực hiện cái chính sách mà ngu dân ngu giáo dân, một số những giáo dân ngu muội là đóng góp rất là nhiều. Em hỏi chị là
đi nhà thờ, làm đám cưới. Bà con giáo dân đi làm có bao nhiêu tiền đâu? Ở đấy nó không cho đánh cá, nó không, nó xui giáo dân không đi đánh cá mà đi làm lông, thì ở đấy thì cái khu vực đấy thì nó đầm trũng rồi là các thứ hay bị ngập lụt nên là làm lông rất là khó. Nhưng mà lại mỗi lần mà tổ chức đám cưới hay là đám ma nó thu rất là nhiều tiền. Cái thùng À. đấy nó thu rất nhiều tiền ở tại nhà thờ, bởi vì là ở, chị biết là ở cái xã đấy nếu mà tổ chức đám cưới hay gì là đám ma là ra nhà thờ nó thu rất nhiều tiền, mà cái tiền đấy là vào túi Hiền Thục ấy. Chờ chị Trúc, đề nghị Hạc Lão vào trong diễn đàn của Hiếu Ngọc. Ăn nói phải đàng hoàng tử tế, cái gì không đúng thì phải góp ý, còn ngược lại xin mời Hạc Lão ra ngoài nhá. Nhá. Đúng rồi anh Trung, đúng rồi anh Tần Trình Trung, mà em nói chung là em kể lại những kỷ niệm gì anh em mình cùng về đấy với bà con xã Sơn Hải thôi. Và một cái chi tiết nữa em xin nói chi tiết cuối cùng để cho anh Thành Trần Trung lên, bởi vì anh Thành Trần Ok. Trung cũng là người cùng cùng bọn em về về ở đấy, và anh Trần Trần Trung biết rất là nhiều chuyện. Cái vấn đề mà cái đợt mà nó gây bạo loạn ấy, có cái cầu mà cách cái xã Sơn Hải và cái giáo xứ của bọn nó ấy, thì có một cái cầu anh em cờ đỏ xã Sơn Hải ấy, mỗi lần ấy là lên treo cái cờ Việt Nam mình ở trên cái cầu đấy là nó bẻ hết, nó đêm nó cứ bẻ. Thế là treo cọc tre, nó bẻ cọc tre, nó vứt cờ xuống sông, vứt cái cờ đỏ ra vào xuống sông. Về sau thì có một cái doanh nghiệp mà người ta làm cá, người ta ủng hộ bà con xã Sơn Hải, họ đầu tư cho cái cọc sắt và hàn hẳn cái cọc sắt đấy vào cái thanh cầu, thế là nó không bẻ được cái cờ. Và bây giờ hiện tại cái cờ đấy mọi người vẫn nhìn trên mạng là cái cầu đấy là toàn cờ đỏ sao vàng thôi đấy. À. Mà thậm chí em được biết là bà con Sơn Hải ấy, có những đêm mà cái đợt mà nó bẻ các cái cờ nó vứt xuống sông ấy, là bà con Sơn Hải là phải thay nhau canh trực 2 đến 3 giờ đêm để không Rồi. cho nó bẻ, nó toàn rình bẻ buổi đêm thôi đấy. Đúng rồi. Và đấy là một số những cái kỷ niệm mà em ôn lại mà hồi em đi Sơn Hải mà gặp được trực tiếp. Thì anh Trần Trung cũng có nhiều kỷ niệm lắm nên là em kể lại sơ sơ thì thôi. Em chào mọi người. Rồi, cảm ơn em nhé. Chúc em buổi tối vui vẻ. Rồi, xin mời anh Thành Trần Trung ạ. Chị Thanh Quốc chờ em một chút nha. Em lỡ nói chị em lỡ nói mời anh Trung trước nhưng mà chị thì lại gửi trước. Vâng, xin mời Ủa anh. thế à? Ui, mình cứ xếp hàng thế này. Chào, hôm nay thì chào đúng rồi. Chào em gái thân thương, tâm thân bé nhỏ. Xin chào em gái thân thương Ngọc Hiếu và toàn thể anh chị em trên cộng đồng mạng. Rất vui là hôm nay được lên nhà em để lên án những cái thằng quạ đen ở giáo phận Vinh, giáo phận Vinh. Anh gọi là thằng quạ đen là đúng hơn, bởi vì nó chỉ làm cha với cái lũ giáo dân của nó thôi, chứ nó không làm cha với anh em mình được. Đúng rồi. Thì trước hết là anh lên án cái thằng quạ đen Nguyễn Đình Thục. Cái thằng này tuổi đời nó còn rất trẻ, nó sinh năm 1975 hoặc 76 gì đó, nó không qua, nó sinh vào cái thời bình, nó được hưởng cái sự hòa bình độc lập của dân tộc ta trên những cái xương máu của những cán bộ chiến sĩ ở hy nhân dân ta hy sinh để có cái sự độc lập, để cho nó sinh ra, nó ăn học và nó lớn lên. Khi phải thông báo với bà con như này, thằng Nguyễn Đình Thục là một thằng lương dân chứ không phải là giáo dân, bản chân của nó là thằng lương dân. Khi nó đi thi vào cái trường ấy mà công giáo đại học làm cha, lúc đó giờ mới cải đạo nó làm cha, bởi vì nó nhìn thấy được cái thu nhập và cái quyền lợi nó được hưởng, nó khi làm cha nó được nhiều đấy. Và do vậy nó thi vào và nó đã đỗ để làm cha đạo của giáo phận Vinh đấy, giáo phận Vinh. Và dần dần nó đi lên sẽ là chủ trì cái giáo xứ Song Ngọc. Thì cái bản thân giáo phận Vinh ý, thì mình phải nói rõ như thế này này, chính cái chủ chăn của giáo phận Vinh là tên Nguyễn Thái Hợp. Gia đình hắn trước kia là một gia đình địa chủ ở Nghệ An. Nghệ An sau khi cải cách ruộng đất là gia đình hắn theo Ngô Đình Diệm và theo ấy vào miền Nam năm 1954 phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và đã được sang Roma học về về đạo để lên làm chủ chăn đấy. Thì về thì nói qua mấy cái đồng bào anh chị em biết là cái nôi của cái giáo phận Vinh nó là như thế. Cho nên khi sau khi giải phóng miền Nam xong một thời gian
thì hắn về nước từ từ khi trong trong thời gian chiến tranh chống Mỹ rồi, thì đưa hắn về đấy, làm ở giáo phận Vinh, chủ gia giáo phận Vinh. Thì dựa cái cơ hội đó thì có là cha nào thì con đấy, một chủ chất của một giáo phận mà phản động, hắn muốn trả thù Đảng Cộng sản Việt Nam và trả thù nhân dân Việt Nam đã cướp đi và đã lấy đi thu của hắn những cái quyền lợi mà gia đình địa chủ của hắn được hưởng. Cho nên là kết hợp với bọn Việt Tân để chống đối lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối lại đất nước Việt Nam. Đấy. Thì chúng ta phải nói trước một cái vấn đề, cái thằng cha bề trên nói như thế. Thì cùng với cái lúc đó ấy, thì cái bè lũ Việt Tân để chúng lợi dụng tên Nguyễn Đình Thục, mày dùng tên Nguyễn Đình Thục không không còn là cha, Cho em à, bà con xin Hiếu lỗi Dương. là tôi sẽ còn là tên. Hiếu Dương này. Cô chú anh chị ngồi đây để vạch mặt những cái tên linh cẩu nhá. Linh cẩu và cái loại cha gì mà cha ăn thịt chó đó đang làm hại người dân xã Sơn Hải. Hiểu chưa Hiếu Dương? Nhá. Không có một người linh mục nào mà lên mạng nói xấu Đảng và Nhà nước, không có một người linh mục nào mà đi coi như chụp hình nhận phong bì của con Emily mà cái con phản động từ nước ngoài trở về nhá. Tiếp tục đi anh. Đấy. Đấy rồi. Thế thì mình nói sơ qua một tí tại sao cái giáo phận Vinh, giáo phận Vinh nó gồm này, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đấy, là thuộc giáo phận Vinh. Tại sao thời gian vừa rồi toàn những linh mục ở giáo phận Vinh đấy, là linh mục phản động chứ không phải ở chỗ khác? Thì chúng ta phải biết được cái chủ chăn của giáo phận Vinh đó là tên Nguyễn Thái Hợp. Thì nó chỉ đạo toàn bộ. Mình nói như thế này đấy là biết tại sao Việt Tân lại tập trung mạnh vào cái giáo phận Vinh như thế, bởi vì nó có những người đỡ đầu cho cái giáo phận để chăn dắt con chiên. Thì phải nói về cha Nguyễn Đình Thục và cha Đặng Hữu Lam thì kêu cái xin lỗi thằng Nguyễn Đình Thục và thằng Đặng Hữu Lam nó lại điên cuồng chống Đảng. Chính xác thì phải nói là người dân xã Sơn Hải không nghèo, không nghèo, phải nói không nghèo, không nghèo, đời sống nhân dân rất là tốt đẹp và nhiều những nhà tầng mọc lên san sát. Đấy. Nhưng chỉ riêng cái giáo phận ở riêng cái giáo xứ Sơn Hải, giáo xứ Song Ngọc là đời sống nhân dân còn tương đối khó khăn, tương đối khó khăn, bởi vì với sự vơ vét của tên Nguyễn Đình Thục, vơ vét từ tiền tài đóng góp của bà con. Và chúng ngu dân bà con đến mức độ như thế này này. Quân Khúc nói nãy cũng chưa hết, bởi vì tôi là người cầm lái để lái ô tô chở đoàn chúng tôi đi, trong đó có một người dẫn đường để đi suốt vào cái giáo xứ Song Ngọc, vào tận sào huyệt của bọn chúng đấy, thì mình thấy được cái cảnh người dân sống ở đấy Là cô Trương Liệt. với một mức độ. Tôi nói ngay như cái giáo họ Văn Thai, cái giáo họ Văn Thai đấy là nằm trong giáo giáo xứ Song Ngọc, Chị Lan Kim. một bên là bên nương, Hoàng. một bên là bên giáo. Thế tại sao đời sống của bà con bên nương họ rất là mạnh mẽ, họ giàu có, và giàu có, mà bà con ở bên cái giáo họ Văn Thai thì này là cuộc sống tiêu điều? Thì chúng ta phải chứng minh điều này dưới sự chỉ đạo của trong một tên Nguyễn Đình Thục. Mà khi bà con ấy, hắn nói như thế này, tất cả những cái thuyền bè của giáo dân đi ra biển Hỏi không chị được vật treo cờ, ra không ngoài. được treo cờ đỏ sao vàng nhé, không được treo cờ cờ đỏ sao vàng ra biển. Thế thì không treo cờ đỏ sao vàng thì nó ra tới hải phận quốc tế mà đánh bắt cá thì nó không biết đâu là tàu thuyền của Việt Nam, không có đâu biết là tàu thuyền của nước ngoài, cho nên bị những cái tàu thuyền của Trung Quốc, của tất cả các nước và họ không cho đánh cá, bởi vì chúng không treo cờ tổ quốc. Và đến khi chúng điên cuồng chống phá xong ấy thì chúng lại kêu gọi bà con giáo dân đưa thuyền về bến và bán hết thuyền bè đi và mua những cái tàu thuyền mục để về đánh đắm xuống và quay lên YouTube để lên án cái sự kiện Formosa. Chúng nó thâm độc, chúng nó bố láo đến mức độ như thế. Thì thử hỏi bà con xem có công nhận được cái một thằng linh mục mà như thế không? Thế tôi so sánh giữa một bà con, sao chúng ta phỏng vấn cái bà con của cái chỗ giáo họ Văn Thai đấy, giáo họ Văn Thai, thì một bên là bên nương, một bên là bên giáo, cái xóm 8
của xã Sơn Hải ấy, là bên Lương, cái xóm 70 kia là bàn tay bên giáo. Bà con bên này họ đi một cái tàu nhỏ đi ra biển, trong vòng một tuần họ về họ thu nhập khoảng độ từ 5 đến 700 triệu. Mới có 5-7 người trên tàu mà một tuần họ đi được 5-700 triệu, trừ đi tất cả những chi phí, họ còn thu nhập rất là cao, rất là cao. Và chúng tôi ra đến tận cái cảng cá Lạch Quèn, cảng cá Lạch Quèn của xã Sơn Hải, thì mới thấy tàu bè ra vào tấp nập. Những cái thuyền lớn người ta đi, thuyền lớn ta đi trong vòng nửa tháng. Tôi phỏng vấn tất cả những người chúng tôi đã lên kéo lưới cùng với bà con. Đấy, cái mùa cá bội thu về, kéo lưới với bà con lên. Thì bà con trả lời rằng một chuyến như thế này chúng tôi đi 15 ngày thì thu nhập anh của một tàu theo dõi đi, đúng không? Là khoảng 13 đến 10 à 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4. Mà tổng chi phí chúng tôi chỉ bỏ ra khoảng độ 3 đến 400 triệu thôi. Thì vậy thì đi nửa tháng rồi, người ta thu trên dưới 1 tỷ bạc. Mà cái tàu và những bà con đánh cá của xã Sơn Hải của cái giáo họ Văn Thai thì lại đưa bán hết tàu đi và đánh đám tàu, đi buôn bán nhỏ ngoài chợ và đi làm những cái việc lặt vặt khác. Thì lấy đâu mà giàu? Thì chúng ta biết là cái mưu đồ của cái tên Nguyễn Đình Thục và một số những cái tên cha đạo mất dạy, chúng ngu dân đến mức độ như thế nào. Và chúng tôi đã đi vòng quanh cái giáo giáo xứ Song Ngọc. Thì cái thằng Thục nó ngu đến mức độ như thế này này các bà con ạ. Tất cả những con đường dẫn vào khu khu công giáo, còn nó chắn một cái van làm mấy cái van he có hai tầng, một tầng trên 2 mét và một tầng độ 90 phân, để cấm không cho những người biên nương bén bảng vào trong cái vùng giáo xứ. Rồi anh Đỗ Viết Như. Đấy, chúng tôi đã đến tận nơi rồi, khi bà con bên Lương bà con bảo các anh quay ra, nếu các anh vào trong đó thì nó đóng cái barrier lại thì các anh không thể ra được và nó sẽ hu cho các anh là xâm phạm. Đấy. Mà nó không biết rằng nếu người dân bên Lương cũng làm như thế, cái một barrier như thế chắn ở ngoài barrier đó, thì liệu những người cư dân công giáo có đi làm ăn được không? Có đi ra ngoài được nhưng không? Nếu như Nguyễn Đình Thục có thể đi ra ngoài không? Anh, nếu như người dân bên Lương xung quanh đấy người ta cũng dẫn barrier thế thì nó sẽ cô lập cái công giáo đó lại. Vậy thôi. Đúng rồi. Nó cô lập toàn bộ cái khu công giáo lại. Đấy, các bà con xem, nó ngu đến mức độ như thế. Nó cấm người ta vào, nhưng nếu bên Lương cũng cấm nó ra. Thì kể cả cái thằng cha Thục, nó chỉ gọi là cha Thục thôi nhé. Cha Thục thôi nhé. Nó không có ra được đến bên ngoài. Thì nó còn là ngăn sông cấm chợ, mà đến nỗi bà con giáo dân đấy khổ cùng cực đến cùng cực đến mức độ là khi đến mức độ cao trào thì toàn bộ người dân bên đường họ tẩy chay những hàng quán và tẩy chay những hàng hóa của những người công giáo bán ra. Thế có phải phải cái thằng cha chủ cha tên Nguyễn Đình Thục nó làm khổ giáo dân không, hay là nó yêu quý giáo dân? Tôi nói thật với nó này, có những cái quán karaoke ngày xưa và những cái hàng quán của những người dân dân bên 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 công giáo họ rất tấp nập. Thế tự nhiên xảy ra trường hợp đó thì dân bên Lương họ toàn bộ họ tẩy chay, nhà cửa vắng tanh, dân công giáo chỉ có một cái chợ nho nhỏ với nhau ở trong trong cái khu công giáo thôi. Thì chúng ta phải hỏi là cái bản chất của một cái tên tội đồ dân tộc nó như thế. Thế mà lúc nào cũng lên mạng tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế tôi thử hỏi nó ăn bằng cái gì? Nó uống nước của Cộng sản, nó hưởng thành quả cách mạng của Cộng sản, điện nó dùng của Cộng sản, đúng không bà con? Đấy. Tất cả những cái công trình phúc lợi công cộng nó dùng của Cộng sản. Nó có xây dựng được một cái trạm y tế, xây dựng một cái bệnh viện để phục vụ đồng bào công giáo hay không? Nó vẫn dùng của Cộng sản. Và phải hỏi xem nó đóng góp gì cho Cộng sản. Nó chưa đóng góp gì được một cái gì đấy, để nó xây dựng cái cơ sở hạ tầng. Thế thì các bạn thử xem nó làm như thế có được không? Chúng ta đây chúng ta không phải nói lên để cái cho bà con hiểu được những cái mà những cái tên linh cẩu nó phản động, nó chống phá lại sự bình yên của đất nước. Chứ chúng ta không phân biệt nương giáo. Ngày xưa bên nương bên giáo sống chan hòa,
Và cách công giáo nó dạy là sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm âm trong lòng dân tộc cơ mà. Có phải là phân biệt nương giáo đâu. Em tôi này, dì tôi lấy chồng bên giáo. Nhưng những cái gì ấy, họ vẫn nghe sống tốt đời đẹp đạo, cho có phản động đâu. Mà nó không biết rằng từ cái ở giáo phận Vinh biểu tình này, rồi chặn đường quốc nộ này, rồi chửi bới Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tất cả những người con giáo dân của giáo phận Vinh đi ra ngoài xin việc làm, ai nhận? Có phải tự nó triệt đường sống của bà con giáo dân nói không? Đấy, bà con nghe và thấy được những cái thâm độc của chúng nó. Chúng nó chỉ ngu dân để trị. Chúng tôi chỉ lấy được một cái lá bài duy nhất là rút thông công để cho khi người chết không được lên thiên đàng, không được về nước Chúa. Nước Chúa là đâu? Bà con biết nước Chúa có thật hay không? Không có thật. Chúng ta sống ở thời đại này, sống ở chế độ này, sống ở cuộc sống này, chúng ta biết làm gì có Chúa. Chúa chỉ là tín ngưỡng của một cái bộ phận nào đó thôi, chứ làm gì có Chúa. Tiếp giờ tôi tự hỏi các bạn xem, Chúa Giêsu ngày xưa ấy, chỉ viết mấy chữ loằng ngoằng lên cái tấm da dê đấy, như bác Cẩm đã nói đấy, tấm da dê. Mà tại sao bây giờ thì còn đến mấy triệu trang về Kinh Thánh? Cũng là con người ta viết nên cả thôi. Làm gì có nước Chúa? Nước Chúa ở đâu? Ai biết nước Chúa ở đâu? Đến bây giờ cái thời đại công nghệ 4.0, và từ khi trước có công nghệ 4.0, loài người đã đi tiến lên sao hỏa sao kim. Sao hỏa sao kim? Làm gì có nước Chúa? Nó ngu dân đến mức độ mà nó cấm giáo dân không được ra biển đánh cá. Chúng tôi đi qua cái dòng sông trong cảnh giáo xứ đấy, mà nó lấn chiếm cái nhà mà nó gọi là nhà nguyện, dần nửa dòng sông để ngăn cái dòng chảy của cả một vùng, và nó nấp cả một cái dòng chảy của cả khu vực đó, nó xây lên cái nhà 5 tầng. Nó làm mức độ như thế. Thì bà con có thấy được không, cái mưu đồ của nó như thế nào không? Tiền ở đâu nó ra? Tiền của bọn Việt Tân, cái bọn nước ngoài, và tiền nó thu của những người giáo dân của họ để họ nó làm. Chứ cha này làm gì có tiền, đi tu lấy đâu ra tiền? Thế mà xe ngon, gái đẹp, gái đẹp, bằng chứng là con Emily đấy, Đảng Việt Tân nó về tận cái giáo xứ Sông Ngọc ăn ở với cha Tân, ở cha ở mấy tên Nguyễn Đình Thục. Mà chính bắt Hoàng Đức Bình tại ngay cùng trên xe Emily của xe của tên Ninh Cẩu Tất. Thế chúng ta tên phải biết rằng là Nguyễn Đình Thục, tên cậu Nguyễn Đình Thục, anh xin lỗi, yeah. Cái kia là Nguyễn Duy Tân đấy. Thế thì tại sao những cái bộ phản động như thằng Dũng Phi Mèo và cái thằng Hoàng Đức Bình là cái ổ phản động, ổ phản động toàn rúc vào trong nhà thờ của tên Nguyễn Đình Thục. Và các bạn có biết là chính mẹ của tên Hoàng Đức Bình là người chỉ huy trong cái đợt chặn đường quân đội 1A ở Đèo Con? Chính mẹ của tên Hoàng Đức Bình. Các bạn xem mà cái đoạn video, cái clip mà Việt Vision quay được đấy, xin phép các bạn là cái trận quốc nội ở Đèo Con do Lê Mỹ Hạnh cầm đầu, chỉ có duy nhất thành viên của Việt Vision, công tác Việt Vision quay được cái cảnh đó thôi, chứ không ai quay được cái cảnh đó cả. Chính mẹ của tên Hoàng Đức Bình là người đã cầm gậy và cầm lưới, mặc cái áo mà áo như áo bông đấy, đấy, để ra chỉ huy và cùng với giáo dân ra chặn cái quốc độ 1A, làm tê liệt hàng mấy tiếng đồng hồ, đến cái những cái xe cứu thương, những người gia đình họ phải quỳ xuống đi chắp tay lạy từng người để đưa người bệnh để kịp thời đến viện. Thì chúng ta thấy chúng nó, nếu như ở bên Mỹ có thể ăn được mấy phát chục phát đạn không? Đấy. À đúng rồi, Trần Quang Cường, cái con mụ, đừng gọi là cái bà, cái con mụ mà cầm dao đấy, dùng dao quắm đấy, mà mặc áo đỏ đỏ đấy, chính là mẹ của tên Hoàng Đức Bình. Đấy.
Sau cái vụ Tân Hoàng Đức Bình bị bắt thì bà ta lại bắt đầu quay ra Hà Nội, đến nhà tên Phan Văn Bách và một số các thành phần dân chủ ở Hà Nội để nhận tiền, để nhận tiền của bọn hải ngoại gài về. Đấy. Mà lên án cái chế độ cộng sản, mà đến em và mẹ của Hoàng Đức Bình đi vào thăm Hoàng Đức Bình mà phải thốt lên là khi anh vào trong tù anh béo ra, anh thanh thản ra. Chế độ ta nhân nhân văn đến thế. Thế bọn nó vẫn suốt ngày nó lên mạng nó kêu gào, nó nói xấu chế độ cộng sản mà nó không biết nhục. Chúng ta phải nói nhục như Nguyễn Đình Thục. Nhưng chúng ta tại sao cái thằng Nguyễn Đình Thục mà nó lộng hành đến thế? Bởi vì cha bề trên của nó là tên Nguyễn Thái Hợp, là một tên ba que chính hiệu, chứ không phải là một cha đạo bình tầm thường. Nó lên nó giao giảng trước cả với cộng đồng giáo dân của giáo phận Vinh, nó lên án Đảng Cộng sản là vô thần, là ngoại, là đưa cái văn hóa ngoại lai vào Việt Nam mà nó không biết rằng cái đạo Công giáo là cái đạo ngoại lai, đạo Công giáo từ Vatican chứ không phải của Việt Nam đâu. Chính nó đang thờ một cái ông Giê-xu, một cái thằng bị đinh đinh đóng đinh vực vào cột thánh giá, một cái thằng ngoại lai mà nó Anh lại bảo Đảng Cộng sản Việt Nam. bình tĩnh, em nói này, ở đây là mình phải nói đến những cái tên linh cẩu, còn cái tín ngưỡng của họ mình không nên nói anh ạ. Mình nói là ảnh hưởng Không, đến rất nhiều nhưng người anh dân. phải nói cho nó ra đây, anh phải nói này, đấy anh đừng nói, anh phải nói là tại nó lên án cộng sản hiện nay đưa văn hóa ngoại lai vào. Thì anh nói là cái Chúa Giêsu có ngoại lai hay không, cái đạo Công giáo có ngoại lai hay không, đấy thôi. Đến đây là chấm dứt cái vấn đề mình không kích bác Công giáo nhé. Đấy. Thế thì mình phải nói phân tích với bà con một điều này, tại sao cái đạo Công giáo ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình lại nhiều đến thế? Bởi vì ngày xưa ấy, khi đạo Công giáo du nhập vào Việt Nam thì nó hoàn toàn nó chọn vào những vùng đất rất là nghèo để nó truyền giáo và truyền đạo, truyền đạo để nó mị dân. Khi người dân còn nghèo thì nghe theo nó được thế này được thế khác. Đấy. Thì tại sao vùng đó lại nhiều đến mức độ như thế thì bà con hiểu được. Và tại sao cái quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh, ngọn cờ đầu cách mạng của cách mạng Việt Nam, mà bây giờ lại nhiều những thành phần chống cộng đến thế? Là bởi vì cha bề trên của hắn là những thằng chống cộng, là những thằng ba que chính hiệu, nuôi dưỡng một lũ bầy đàn, cái bọn quạ đen bố lếu bố láo, thì nó cũng có cơ sở như thế. Mà cái đạo Công giáo họ dạy cho Công giáo đấy một cái này này, cái đức vâng lời, cái nó thật sự nhà anh có người Công giáo, bởi vì từ bé nó đã bắt đi nhà thờ rồi Hoa Lan, tín em mời chị nhé. đấy. Cái đức vâng lời, cái đức vâng lời, bởi vì ý cha là ý Chúa. Do vậy nếu chúng ta không nghe ý cha là chúng ta bị Chúa, bị cha rút cái thông công không được lên thiên đàng. Đấy, nó mị dân mức độ như thế đấy. Để hôm nay lên nhà Ngọc Hiếu thì với 135 người ở Linh Thăng chỉ chia sẻ một cái bộ phận của giáo phận Vinh thôi. Thế còn cha Nguyễn, tên Nguyễn Duy Tân và một số tên khác nữa thì sẽ có một ngày nói chúng ta dần dần vặn mạch từng thằng một. Vâng, xin chào Ngọc Hiếu và chào Cảm 134 anh chị em. ơn. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi bây giờ ai muốn lên thì xin mời gửi yêu cầu hay là ok cũng được nhé. Ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay thì tuần này sẽ vạch mặt linh mục Nguyễn Đình Thục. Bắt đầu từ chủ nhật tuần này đến chủ nhật tuần sau là ta nói về Nguyễn Đình Thục. Phải đánh mạnh một người từng người một rồi tiếp tục đến người khác, nên có những cái bằng chứng hay là có những cái gì mà nó cảm thấy chia sẻ được, mọi người nên chia sẻ để cho bà con giáo dân, để cho những người Việt hải ngoại, để cho những người Việt trong nước họ nhìn thấy một sự thật. Mọi người nhé, chị Thanh Quốc còn ở đây không thì em mời chị Thanh Quốc. Chị Hoa Lan có ai lên thì xin mời gửi yêu cầu ạ. Đúng rồi, ở đây không được, mình không có được nói về cái đạo của họ, nhưng mình nói về những cái linh mục
Anh Đỗ Viết Như nhớ rằng là cái linh mục nào xấu là mình phải lên án. Còn nhá, ở chỗ nhà em nhá, chỗ nhà em có nhà thờ chứ bộ, nhà thờ chỗ nhà em lớn lắm đó. Nhưng mà người ta sống tốt đời đẹp đạo, người ta sống hòa bình với người, với nhà nước, với chính quyền và với nhân dân, cùng với bên đạo Phật, người ta sống rất là tốt. Tại sao chúng em phải lên án những người đó? Những người đó chúng em rất là tôn trọng, mà thậm chí chúng em vẫn thường đến nhà thờ với những cái ngày lễ Noel, chúng em đến ủng hộ họ. Và nhà những người công giáo và những người lương giáo như chúng em đều quan hệ rất là bình thường, không có bên nào nói xấu bên nào. Nhưng mà chỉ có duy nhất ở xã Sơn Hải có cái tên Linh Cẩu Nguyễn Đình Thục này. Nếu như chúng không lên mạng, chúng không rao giảng, chúng không nói xấu chế độ, chúng không bóp méo sự thật thì không bao giờ em lên em nói. Và không bao giờ em lật mặt chúng ra. Đề nghị những ai ở xã Sơn Hải nếu có ở đây ngày hôm nay thì Hữu Ngọc xin mời sau khi anh Trần Siêu nhé. Vâng, anh. Hôm nay thì Hiếu Ngọc quên ấy, thì diễn đàn Hiếu Ngọc nói về giặc đạo phải Không, bây giờ em nói trước, tức là không có để đến lúc, vì lát nữa sợ rằng anh cảm xúc mà anh lại 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 nói nó có cái gì đó ảnh hưởng về đến cái đạo của họ, à. không nên. Tốt nhất là ở đây linh cẩu đểu, linh cẩu xấu, linh cẩu hư, linh cẩu khốn nạn, mình vạch mặt những cái người linh cẩu này để Rồi. làm trong sạch cái cộng đồng người công giáo. Ồ, Đức Văn Đức chờ chút, anh Siêu nói 5 phút nha anh Siêu, để cho Đức Văn Đức lên. Xin mời anh. À cái này này, cái thứ nhất đấy là tôi cũng ủng hộ. Bây giờ là thứ nhất là cái ngày lễ tang của đất nước, mà ngày quốc tang thì ta cũng thôi nói chuyện những cái chuyện lằng nhằng thôi, dạy cũng không nói đến nữa. Bây giờ tập trung vào, vì cái bọn Ninh Cẩu và cái bọn Ba Que nó đang xuyên tạc và nó đang nói xấu coi như chủ chủ tịch nước. À, vì vậy cho nên ta tập trung vào đánh cái bọn đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một số cái diễn đàn của một số cái hình ảnh mà cái bọn nó vừa rồi là nó cái đồ bộ đồ lính ấy, mà cái câu lạc bộ đồ lính nó mặc cái bộ lính ngụy ở cái một số cái tỉnh nào đó mà anh không biết, không biết, nhưng là một số người ta gửi cái hình ảnh đó cho anh ấy, thì chúng ta cũng phải lên nói nói về cái vấn đề này để cho cái tỉnh đó, tỉnh nào mà nó có cái lập cái câu lạc bộ đồ lính đó, là những bọn nó là phải coi như là xử lý ngay những cái trường hợp đó, không để trường hợp này xảy ra, vì đó là toàn đồ lính ngụy, bọn chúng mặc đồ lính ngụy có nghĩa là chúng coi thường cái chế độ của ta đấy. Vì vậy cho là anh em ta tập trung lên với một cái số cái diễn đàn nói về, thứ nhất là cái bọn là cái tên Ninh Cẩu Nguyễn Duy Dân này nó xúc phạm tổ quốc, nó xúc phạm là chủ tịch nước, là xúc phạm đến dân tộc Việt Nam, chúng ta phải lên nói nó. Đấy là vấn đề thứ nhất. Anh Ừ. hôm nay là mình nói Nguyễn Đình Thục, tức là từ chủ nhật tuần này đến chủ nhật tuần sau chúng ta phải vạch mặt Nguyễn Đình Thục. Tất cả những ai Đúng có đúng tài liệu gì về Nguyễn Đình Thục chúng ta đưa hết lên cái cộng đồng mạng này, và chúng đúng ta rồi đúng vạch mặt từ chủ nhật tuần này đến chủ nhật tuần sau lần lượt đến một người khác nữa đó. Xin mời anh. đúng, Hôm nay là và Nguyễn nói Đình lên Thục. cái vấn đề cái bọn nó đang cái vừa rồi cái câu lạc bộ đội lính chúng bọn nó ra là mình cũng phải nói, vì là cái ảnh hưởng ngay trực tiếp đến vấn đề chính quyền của ta. Như vậy là chúng nó mặc đồ lính nó rêu rao như thế là cũng ngoài rất là ảnh hưởng, cho đề nghị mọi người là phải lên nói thẳng với thắn vấn đề này đấy, để coi như là cho mọi người biết, và những cái khu vực đó là nhà nước phải làm việc, tỉnh đó phải làm việc với những cái hội này, không để cho cái vấn đề tiền an này xảy ra nữa. Còn cái bọn Ninh Cẩu này á thì bọn nó sủa rất nhiều năm nay tất cả những cái gì nó là nó bọn nó là Ba Que, nó nhận tiền của bọn nước ngoài về để nó xuyên tạc bố láo, rồi nó kêu gọi nhân dân biểu tình. À, rồi ngay cái đợt vừa rồi là những đau thương của Tổ quốc, chúng nó ở trong đất nước Việt Nam, chúng nó ăn của người dân, giáo dân Việt Nam, có nghĩa là người dân Việt Nam, giáo dân Việt Nam cũng là người dân Việt Nam, người dân Việt Nam nuôi chúng nó đấy. Như vậy là nó lại chửi lãnh tụ của người dân tộc Việt Nam. Vậy thì tôi hỏi bản thân nó là cái bản thân những cái thằng thằng Linh Cẩu đó, nó tư cách của nó như thế nào đối với nhân dân Việt Nam đây, đề nghị nhà nước phải vào cuộc để xử lý vấn đề này với mấy cái con Linh Cẩu này, mấy con Linh Cẩu này,
chúng ta bây giờ không phải tôn trọng gì chúng nó nữa, nói thẳng cho chúng nó vào mặt chúng nó luôn, chúng ta không phải tôn trọng nó. Đề nghị những an ninh vào cuộc để trục xuất cái bọn này ra khỏi đất nước Việt Nam, không để cho nó ở cái đất nước Việt Nam của chúng ta nữa. Đất nước Việt Nam của chúng ta không thể nào để cho cái bọn linh cẩu này nó sống ở đây để nó coi như là bêu xấu dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đấy, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải bảo vệ cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Đấy, chứ không để cho bọn nó làm mưa làm gió đất nước Việt Nam của ta được nữa. Đấy. Bọn nó là cái loại linh cẩu. Đấy. Chúa có dạy chúng nó làm như thế không? Tốt đời đẹp đạo là đó là đạo đạo thế. Người ta đi vào cái vấn đề tốt đời, dạy cho dân biết cái tốt đời đẹp đạo, dạy cho con người làm sao để sống tốt với đời. Chúng tôi tôn trọng. Nhưng còn đạo dùng cái đạo đó để mà xúi dục người dân hoặc nói xấu đảng, nói xấu lãnh tụ, nói xấu người dân Việt Nam của chúng tôi là chúng tôi không chấp nhận cái loại người này. Đấy, chúng tôi không thể chấp nhận cái loại người này. Đấy là như thế. Kể cả cái bọn đang mặc đồ lính của Ngụy ở trên đất Việt Nam chúng tôi không chấp nhận. Đề nghị an ninh phải vào cuộc gấp, làm việc cho ra những cái bọn này. Nó mặc đồ Ngụy có nghĩa là nó coi thường cái chính quyền của Việt Nam, coi thường cái chính quyền ở đấy. Đấy là như thế. Cho đề nghị là những cái lời đó là phải vào cuộc ngay về những cái vấn đề này. Đấy, vấn đề này. Đây là thực tế là cái bọn ninh cẩu này á, là nó quá coi thường coi như là người dân Việt Nam. Nhà nước Việt Nam vì vấn đề coi như là tôn trọng, là tự do tín ngưỡng, tự do về đạo, cho nên là nó lợi dụng cái vấn đề đó. Nó lợi dụng nó là người của Vatican thì nhân dân Việt Nam chúng ta không việc gì chúng ta phải lo sợ vấn đề đó, phải chửi nó thật mạnh để cho nhà nước người ta nhìn thấy, người ta vào cuộc. Cái bọn này là bọn ninh cẩu, nó ăn được của người dân Việt Nam đang nuôi chúng nó. Người dân xứ đạo của Việt Nam cũng là người dân Việt Nam. Đấy. Tôi cứ nói thẳng là thấy. Tôi cứ nói thẳng rằng những thằng linh mục đó nó lợi dụng đạo để nó làm việc xấu ở đất nước Việt Nam. Vậy thì chúng tôi không chấp nhận. Chúng tôi là người dân Việt Nam không nhận. Còn chẳng biết nó là đạo nào, tôi không cần biết. Chính vì bảo vệ những người đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa giáo gì đấy, nhưng mà mình bảo vệ những người chân chính như vậy thì mình phải vạch mặt những cái tên linh cẩu này ra để cho mọi đúng người rồi. Đất nước, từ người có đạo đến người không có đạo, và nhất là những bà con hải ngoại ở nước ngoài, họ không tiếp tiền cho những cái bọn chống cộng cực đoan này nữa. Chúng về đây, chúng không đúng. Thương người dân Việt Nam, mà thậm chí chúng xây cái nhà thờ to như cái khách sạn 5 sao, nhưng người dân của chúng rất là đói nghèo. Đó. Đó. Và thậm chí chúng lập cái barrier ra để chúng chắn ngăn chặn giữa người lương và người giáo, không cho người giáo ra bên ngoài giao tiếp với lại cộng đồng. Như vậy là cái sự khốn nạn hiện rõ trên cái khuôn mặt thằng Lê Đình Thục này, Nguyễn Đình Thục này. Cái thằng này ý của nó là nó muốn đặt cái cột mốc biên giới của Vatican của chúng nó ở đấy sao đấy? Đấy có phải đất nước Vatican của chúng nó không? Nó không có quyền gì ở cái đất nước Việt Nam, đấy là đất của Việt Nam mà. Mà khẳng định một câu nói rõ với nhau là Vatican nó không có quyền gì ở trong cái đất nước Việt Nam này. Đất là đất của nhà nước Việt Nam. Nhà thờ chúng nó xây lên cũng là xây của đất của nhà nước Việt Nam. Chứ nó quyền gì mà chúng nó đặt cái biên giới Vatican ở đấy. Rồi anh. Làm cái barrier đấy, không khác gì đặt cái biên giới Vatican ở đấy. Dạ, anh chia sẻ để cho Đức chia sẻ một tí. Nãy giờ Đức câu ok miết. Ok rồi, cho để cho Đức lên rồi. Dạ, em chào. Rồi, ok anh nha, chào em nha. Rồi. Dạ. Rồi Đức ơi, Đức còn ở đó không? Đức vừa mới ok xong, bây giờ chị mời Đức này. Đức không, Đức Văn Đức này, thêm Đức Văn Đức rồi nha. Ngày hôm qua khi Mỹ Hữu Ngọc thoát cái live stream ngày hôm qua, Hữu Ngọc có nói chuyện với một người bạn ở bên Mỹ. Thì cái lúc đó là cái anh này, anh cũng gặp một cái bác Việt Nam Cộng Hòa, anh phỏng vấn. Cái bác đó, bác ấy rất mừng là đất nước Việt Nam đang rất là phát triển.
Xin mời bạn. Đây, Hiếu Ngọc đang nói thì cứ nói cho hết câu đi. Rồi, rất mừng là đất nước Việt Nam đang phát triển, cho nên á, mọi người đừng sợ gì mà không dám lên tiếng. Ở đây chỉ có một cái nhóm chống cộng cực đoan ở nước ngoài và một số cái tin linh cẩu này. Chúng ta phải vạch mặt hết tất cả những cái loại chống phá đất nước này ra. Xin mời em. Rồi, rồi chào hết tất cả anh chị em có mặt trên live stream của Hiếu Ngọc. Rồi. Cái gì à? Đức Đà Lạt tuyệt vời quá, ôi trời ơi. Nhìn thấy giống như ở trên rừng trên núi mà tuyệt vời quá. Rồi xin mời. Lúc nãy nghe bác Siêu nói cái đám gì nhỉ? Cái đám mặc đồ lính ấy nha. Cái đám mặc đồ lính mình nghe nói cái đó mình có xem trên Facebook cũng thấy rồi, có cũng vui. Không, bây giờ như này này Đức. Rồi mình hiểu tiêu chí rồi, nhưng ý mình nói chuyện vui một tí thôi chứ mà hiểu tiêu chí rồi. Ý là nói chuyện vui là cái bộ bác Siêu nói thì mình có xem Facebook cũng thấy rồi. Cái đám ăn trò tàn chứ. Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa nó có trong miền Nam, ngoài Bắc làm gì có Việt Nam Cộng Hòa mà cái đám trò tàn. Nó có đám a dùa đó chứ. Ở cái đám mà mặc đồ lính đó, nó tổ chức cái hội nhóm đó ở đâu phía ngoài Bắc á, chứ trong không phải trong Nam. Nhưng mà nghĩ hồi xưa cái đám Việt Nam Cộng Hòa thì nó ở trong Nam chứ ngoài Bắc làm gì có. Ôi, cho nên cái đám đó đám ăn trò tàn. Ôi, còn nhưng mà quay trở lại chỗ thằng Cú Thục đúng không? Đúng rồi, Cú Thục. Bạn cũng là đạo Công giáo đúng không? À không. À không, hồi xưa mình có đi Tin Lành. Nói chung Công giáo với Tin Lành thì nó cũng gần giống nhau. Tin Lành thì cũng thờ Chúa giống như Công giáo, nhưng mà Tin Lành thì cũng phát xuất từ Vatican. Tin Lành thì họ có một số quan điểm nó khác với Công giáo một số quan điểm, chứ còn trên tinh thần thì họ vẫn thờ Chúa. Chú ghi là giữa Tin Lành với Thiên Chúa giáo thì nó cũng vẫn gọi chung một cái tên chung được là Thiên Chúa giáo. Rồi quay lại chỗ thằng Cha Thục. Thực tế thì mình cũng tiếp lời ngay, cũng chỉ lời của bác Siêu thôi. Lúc bác Siêu nói về nhắc về lại cái vụ của tên Thục mà nó, Thục nó làm mấy cái cổng barrier đó, cái cổng barrier đó mà để nó chắn cái đường đi vào trong cái địa phương của nó đó. Để buổi tối mà bao nhiêu giờ là nó cho người ra trực là nội bắt xuất ngoại bắt nhập đấy. Đây là nó làm một cái động tác coi như là dạng giống như là lộng quyền. Nó coi cái quyền của nó là hơn cả cái pháp luật của nhà nước Việt Nam. Nó muốn cho ai vào cái xứ chỗ nó thì nó cho, mà nó không muốn là nó không cho. Nó cảm giác giống như là đúng như lời của bác Siêu nói đó. Nó giống như là nó lập một cái địa giới của Vatican ở Việt Nam. Mà trước đây mình nói cái này thì trước đây mình cũng có nói rồi. Trên live stream mình cũng có, quên, trên cái Facebook mình cũng đã có đăng cái status, mình cũng có nói về cái vấn đề này rồi. Tại vì trước đây tụi nó hay rêu ra cái chuyện mà Cộng sản cướp đất đấy. Hay rêu ra cái chuyện Cộng sản cướp đất ấy, mình cũng đã nói rồi. Thật ra thì đất trên đất nước Việt Nam này là của dân tộc Việt Nam. Thì nhà nước người ta có thể phát triển kinh tế thì hay là phát triển những cái công trình gì của công cộng xã hội ấy, thì người ta có thể giải tỏa đền bù một số nơi để người ta làm những cái công việc công ích xã hội thì người ta có ta lấy. Có những người họ đền bù thì có những người thì họ có thể là họ cũng cảm thấy là thỏa mãn thì họ cũng vui vẻ, có thể là họ cũng bị thiệt thòi tí phần nào, dĩ nhiên thì trong cái chuyện đền bù thì họ vẫn phải có thiệt thòi thôi, nhưng mà họ vẫn vui vẻ vì cái việc lợi ích quốc gia, thành thử họ vẫn chấp nhận. Nhưng mà có những người thì họ không chấp nhận điều đó, thì họ cứ đòi quá trớn thì đâm ra cái chỗ nó có dân oan. Mà nó oan thì nó ít, nhưng mà nó tham thì nó nhiều. Cho nên thành ra từ chỗ người ta nói từ dân oan nó đến dân tham nó cách nhau có một tí thôi. Đấy. Đó, thành thử cho nên thì từ do đó rồi tụi thằng Thục nữa thì nó cứ bảo rằng là Cộng sản cướp đất. Nhưng mà thực tế thì đất của nhà nước Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, người ta lấy người ta làm cái công trình xã hội của Việt Nam thì làm sao mà gọi là cướp đất. Cho nên là tụi này nó xuyên tạc. Mà trong cái điều răn của Chúa là chớ có vu khống người, mà bọn này nó chả có coi Chúa ra gì. Nó vu khống trắng trợn mà nó chả sợ. Trong 10 điều răn của Chúa ở cái điều răn thứ 8 á, cho nên là chớ vu khống người. Ấy thế mà nó vu khống trắng trợn đi.
nó bảo là cộng sản cướp đất, mà trong khi đất thì đất của nhà nước Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, người ta lấy người ta xây dựng những cái cơ sở hạ tầng của đất nước họ mà bảo là cướp đất. Còn trong khi tụi nó đi chiếm đất cho Vatican thì nó lại không cướp. Đúng không? Trên cái status mình có một lần trên Facebook, trên status mình có đăng là mình nói thẳng, mình nói cái câu này thì nghe ra thì có vẻ là nó hơi xúc phạm đó. Nghe ra xúc phạm nhưng mà mình suy nghĩ cho thật kỹ là chính xác chứ không bao giờ xúc phạm đâu. Mình nói là cái sai lầm nhất của nhà nước Việt Nam hiện nay là cấp đất cho nhà thờ xây, cấp đất cho công giáo xây nhà thờ. Đó là cái sai lầm lớn nhất của nhà nước Việt Nam hiện nay. Bởi vì sao? Bây giờ thí dụ như bây giờ anh, mình nói ở góc độ tôn giáo nha, mình nói ở góc độ tôn giáo. Thí dụ như bây giờ ở nhà nước, ở chính quyền cấp đất cho một cái tôn giáo khác, chẳng hạn như Phật giáo hay Cao Đào hay Hòa Hảo. Thí dụ cấp đất cho một cơ sở tôn giáo khác, họ xây dựng cái cơ sở tôn giáo của họ, nhưng khi nhà nước cần, nhà nước có thể lấy lại được và đền bù, có thể chuyển đi nơi khác được, có thể lấy được. Nhưng cấp cho người Công giáo rồi là gần như mất vĩnh viễn. Bởi vì đất đó nó thuộc về của Vatican. Sau này nhà nước cần mà chỉ cần lấy lại nha, chỉ cần đụng vô một phát là nó sẽ hô hào lên liền. Hô hào lên là cộng sản cướp đất của tôn giáo liền. Mà rồi nó có thể viêm vào cái cớ Vatican là nó ở nước ngoài. Bởi vì tất cả những cái cơ sở tôn giáo của Công giáo ở Việt Nam, nó là một cái chi nhánh của một cái trụ sở của Vatican ở Việt Nam. Thành thử cho nên chỉ cần đụng vô một cái là nó kêu về Vatican, nó nói là cộng sản đang cướp đất của chúng nó. Cho nên mà đất, cho nên cái chính quyền Việt Nam hiện nay mà cấp đất cho Công giáo xây nhà thờ là một sai lầm rất lớn, bởi vì đó là giống như là mình đã cắt đất cho Vatican vậy. Đấy. Cho nên là nhà nước mà sau này mà cấp được, cấp thì rất dễ, nhưng mà lấy thì không bao giờ. Bởi vì đụng vô cái là nó là cướp đất liền. Cái gì? Xúc phạm tôn giáo hay là đàn áp tôn giáo liền. Nhưng mà khổ nổi, nhà nước thì làm việc thì nó theo văn bản trình tự pháp luật. Còn đối với tụi nó không cần, chỉ cần đụng vô một cái rồi rung chuông nhà thờ liền. Nhớ cách đây không lâu ông Linh Mục Đinh Văn Minh có một lần mà cũng tranh chấp đất, thì có dân phòng rồi đến giải quyết cái chuyện tranh chấp đất vậy đó. Thì có một lần ông Linh Mục Đinh Văn Minh thì mình nhớ như vậy thì phải, cũng ở giáo phận Vinh á. Thế thì ổng chống lại mấy cái người đó, thì ổng mới nói là ổng chỉ mặt mấy cái ông công an dân phòng đó, ông bảo tụi mày cỡ chừng mấy chục thằng công an dân phòng thôi, chứ ta mà rung chuông một cái là có ngàn người. Đấy, thấy chưa? Thấy rõ ràng là nó dở cái thủ đoạn của một cái bầy đàn của chúng nó liền. Rõ ràng là nó tụi mày giỏi lắm, chừng mấy chục thằng công an với dân phòng thôi, chứ tao rung chuông một cái là có ngàn người. Thấy không? Cho nên thực chất cái đất ở Việt Nam mình, chính quyền sai lầm nhất là cái chuyện cấp đất cho công giáo xây nhà thờ. Bởi vì một khi cấp đất cho nó thì được, nhưng mà lấy lại là không được. Bởi vì cấp cho nó, khi nó xây nhà thờ nó lên một cái là nó thành đất của Vatican. Mà cách đây cũng không lâu lắm, cũng trong năm 2018, nhưng mà nhớ không chính xác vào cái thời điểm nào thôi, cũng trong năm 2018 này, tại giáo xứ Thái Hà, ông Nguyễn Ngọc Nam Phong, ông có rao giảng, ông nói là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mảnh đất hình chữ S này, cho nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn nó, bảo vệ nó, phải chống cộng sản, bởi vì cộng sản đang phá đất nước này, đất nước mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ăn nói rất là lộng ngôn, ăn nói rất là lộng ngôn, bảo là đất nước này là của Chúa ban cho nó. Thấy chưa? Đó, đấy. Thấy chưa? Đấy. Đó là cái lời của ông Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng tại giáo xứ Thái Hà. Đấy. Ăn nói rất là lộng ngôn, ông bảo là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mảnh đất hình chữ S này, nên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ nó, mà phải chống cộng sản, bởi vì cộng sản đang phá đất nước này. Đấy. Đó là lời của ông Nguyễn Ngọc Nam Phong. Đấy. Cho nên là cái bọn mà quan chức, phải nói dùng cái từ quan chức là nó rất đúng hơn là... Bởi vì thật ra cái người mà tu hành chân chánh của người Công giáo là ta gọi là những cái vị tư tế, là những cái vị mà làm lễ, những cái vị chức sắc, những cái vị làm lễ trong cái giới phận của những cái người có đạo, giữa để cái giao thoa giữa cái người giáo dân với lại Thiên Chúa. Đó, giống như là cái mắt xích giữa giáo dân với Thiên Chúa thông qua một cái vị linh mục đó, là gọi là vị tư tế của giáo hội, hoặc là đối với cái người giáo dân là gọi vị chủ chăn, người chăn chiên. Nhưng mà thực tế thì mình thấy cái đa số hiện nay đối với những cái vị tư tế hoặc những cái vị chủ chăn công giáo hiện nay, người ta không có còn giữ đúng cái vai trò của một cái người lãnh đạo tinh thần tôn giáo nữa, mà nó đã biến thành một quan chức của Vatican. Nó chỉ biết đấu tranh cái quyền lợi cho Vatican thôi. Đúng, chính xác luôn. Nó đang đấu tranh cái quyền. Đấu tranh như cái quyền. Đúng Ngọc, thấy đúng chính xác luôn. Vậy Hùng Ngọc cũng đang nghĩ là đó có đúng là như thế hay không. Nhưng mà thực tế ra bây giờ mà khi mà Đức nói ra là Hùng Ngọc khẳng định một câu luôn. Bởi vì nó không có làm cái vai trò của cái người mà dẫn dắt cái tín đồ nữa.
cái vị tư tế của giáo hội hoặc là cái vị chủ trăng nữa. Bởi vì nếu mà nói đúng, nếu mà nói đúng theo cái tinh thần tôn giáo của giáo hội Công giáo, hay là đúng theo cái tinh thần của Thiên Chúa, thì người ta phải nói như vậy nè. Mục đích của những cái vị tư tế của giáo hội là để rao giảng lời Chúa, để rao giảng lời Chúa, để truyền bá phúc âm, để dẫn dắt mọi người hiểu biết Chúa, thờ kính Chúa, hiểu biết Chúa, thờ kính Chúa, và mục đích cuối cùng là được về với Chúa. Đó là mục đích cuối cùng của cái người Công giáo, người đi theo Chúa. Như vậy nhưng mà mục đích ngày hôm nay các vị chủ trăng đó họ đâu có làm cái việc đó, họ đâu có làm việc là rao giảng lời Chúa, truyền bá phúc âm hay là dẫn dắt mọi người hiểu biết Chúa để thờ phượng Chúa đâu, họ không làm việc đó, mà lên giảng đường là một cái, lên cái tòa giảng một cái là lôi cộng sản ra nó. Đúng, chính xác luôn. Cho nên cái tòa giảng Thiên Chúa bữa nay trở thành cái nơi, cái hang ổ chống cộng. Cho nên là không phải là cách chống đây cộng, mà là chống phá đất nước Việt Nam. Đấy. Thì trong Kinh Thánh Matthew có lẽ đây nó cũng là một cái điều rất là hay mà ông Chúa Giêsu ông cũng có vẻ là cũng như là một nhà tiên tri, cũng đoán được cái sự việc. Cách đây cả 2000 năm ông ta nói cái câu nói này cũng rất là hay, rất là đúng. Ông nói là ta nói với các ngươi chớ có biến nhà ta trở thành hang ổ của bọn trộm cướp. Là ông nói các ông linh mục mà lấy cái nhà thờ cái chuyên môn làm cái việc không phải đạo đó. Nếu mà 2000 năm trước ông Giêsu đã nói câu nói đó, có nghĩa là gần như Chúa Giêsu ông là gần như là ông cũng có một cái sự tiên đoán rồi. Ông nói rất là chuẩn. Các ngươi chớ có lấy nhà ta trở thành, các ngươi chớ có biến nhà của ta nơi thờ phượng Thiên Chúa để trở thành cái hang ổ của bọn trộm cướp. Đấy, mà ngày nay rõ ràng mình thấy là ông Nguyễn Ngọc Nam Phong này, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, rồi Nguyễn Duy Tân, rồi Nguyễn Đức Nhân, rồi Đinh Văn Minh nữa, nguyên một cái đám đó là một cái đám mà biến nhà thờ trở thành hang ổ bọn trộm cướp rồi đó. Rồi mình quay trở lại cái chỗ cái thằng Cha Thục một tí nữa, là chẳng hạn như là mình thấy mà nói cái vai trò của cái vị chủ trăng, thì như mình nói cái trách nhiệm của vai trò chủ trăng là mình nói lúc nãy rồi, trách nhiệm chính là để rao giảng lời Chúa, truyền bá phúc âm, dẫn dắt con chiên để hiểu biết Chúa, thờ phượng Chúa, cuối cùng về với Chúa. Nhưng mà mình thấy trong thực tế trong những năm gần đây, Nguyễn Đình Thục đã đưa biết bao nhiêu người vào tù rồi, từ những người có đạo, những người không đạo, những người mà cũng có cái tư tưởng không tốt, lạc lối, nhưng mà đi theo về hướng ông ta là ông ta dẫn dắt, xúi dục, để rồi ông ta, mình thống kê trong một cái năm 2017 cho nên qua 2018 gần 100 người đi vào tù chỉ vì cái tên Nguyễn Đình Thục, đã cũng chỉ vì cái đám đó, thấy không? Như vậy nó dẫn người về với Chúa hay là ông vợ nó dẫn người ta đi vô tù? Nên rõ ràng cái đám của thằng Thục này là cái đám quỷ đội lốt Satan, cái đám quỷ Satan đội lốt Thiên Chúa. Cái bọn này là nó rất là lưu manh. Cho nên á, mình nói lại cái câu này cũng quay lại cái chỗ cái thằng cha linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, để mình nói lại luôn cái cho chỗ mấy thằng cha linh mục này. Tại vì trước đây mình có xem một cái clip ông Nguyễn Ngọc Nam Phong, ông có dịch cái chữ là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ấy. Thì cái chữ mà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông dịch cái viết tắt từng chữ thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì ông viết tắt, ông dịch lại là giống như ông viết tắt chữ C, N, rồi H, nhưng chưa viết tắt từng chữ đấy. Thì chữ của cái câu tiêu đề Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì ông mới dịch lại là cái câu này không phải là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa mà Chủ nghĩa Việt Nam, mà ông nói là này là cả nước xuống hố, Cộng hòa Xã hội, là ông nói là ông dịch thành là cả nước xuống hố. Ông dịch thành là ông nói là cái câu này là bọn cộng sản nó nói là nó muốn dẫn dắt cho nhân dân là cả nước xuống hố. Nguyên lời của ông viết tắt cái chữ đó lại rồi ông dịch lại như vậy đó. Ông nói này là cái này là bọn cộng sản nó muốn dẫn là cả nước xuống hố nè, nên nó gọi là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội, đúng rồi đó. Ông nói là cho nên là ông dịch lại là cả nước xuống hố. Nhưng mà ông ta chơi chữ thì mình trong một cái clip mình cũng có gửi trên Việt Vi Sinh á, mình cũng có phân tích vấn đề chơi chữ. Thế thì ông Nguyễn Ngọc Nam Phong chơi chữ, ông dịch cái chữ chủ nghĩa xã hội thành là cả nước xuống hố. Thế thì bây giờ mình tạm dịch cái chữ linh mục, thì với sống với cái tư cách của ông ta không thể là một chủ trăng hay là một vị tư tế được. Thành thử như nó thay vì cái chữ linh mục
đúng nghĩa, thì bây giờ mình dịch cái chữ linh mục của ổng thành cái chữ lưu manh. Đúng, thì cũng chưa chữ ví dụ như ông ta đàng hoàng thì cái chữ LM thì mình đọc là linh mục, phải không? Còn bây giờ cái, nếu mà sống theo cái tinh thần của ông là mình dịch cái chữ LM thành chữ lưu manh. Lưu manh chứ không Đình Thục. À, lưu manh chứ không phải là linh mục. Hoặc là cái ông chữ giám mục á, thì có như là giang manh. Và tổng giám mục thì mình có thể dịch thành cái chữ là tổ giang manh. Đấy, thì ông thích chơi chữ thì tôi chơi chữ. Đó. Đấy. Chính xác luôn. Đấy. Cho nên cái mình nói thật tình, mình nói ra có nhiều người thì họ sẽ bảo rằng là mình xúc phạm tôn giáo, nhưng mà không có xúc phạm. Mà hình như cỡ một cái bài nói chuyện trước mình cũng đã nói rồi, có nghĩa là khi mình nói đúng sự thật á thì người ta bảo là mình xúc phạm, nhưng mà mình không nói á, mình thì người ta bảo mình ngu. Không nói thì bọn cái nó lại lộng quyền, nó bảo là nó chửi đã thôi mà cái bọn cộng sản này rồi cũng như cái đám dân đen này nó ngu lắm, chửi mà tụi nó không có biết cái gì hết á. Cho nên đấy, thành thử cho nên mình phải nói cho nó biết là thật ra người ta không có ngu, người ta không muốn nói. Nếu mà người ta không nói là chẳng qua người ta không muốn nói mà thôi, chứ còn thật ra ông muốn vạch thật, nếu mà thật ra mà muốn vạch tội tôi vạch từ A đến Z. Xin lỗi tất cả anh em trên cộng đồng, hiện bây giờ mình thấy trên trang của Hiếu Ngọc là có 166 người. Nếu mà thật sự mình nói mà muốn vạch tội của Thiên Chúa Giáo, mình nói là cả từ cái quyển kinh thánh Tăng Ước, Cựu Ước, cả cái lịch sử truyền giáo từ khi thành lập đạo cho đến ngày hôm nay, mình vạch có thể là mình nói vạch không còn một cái gì, thì cái đạo Thiên Chúa Giáo nó gần giống như một cái đống rác chỉ còn chừa đi để xử lý thôi, chứ còn không thể chừa ra được. Nếu mà muốn vạch là mình vạch từ cái quyển kinh thánh, từ trong Cựu Ước, Tăng Ước đến Cựu Ước cho đến cái lịch sử truyền giáo luôn. Chứ đừng có nói chuyện là xúc phạm tôn giáo, chẳng qua là người ta không nói thôi, bởi vì người ta tôn trọng những cái người chân chánh thì người ta tôn trọng thì thử tôi không nói. Chứ còn ví dụ như mà muốn vạch vạch tội ra không còn một cái gì luôn á, chứ đừng có nói chuyện mà nói về xúc phạm tôn giáo. Cho nên người ta không nói thì các ông được cứ làm trớn được tới cái thế mà ăn nói sắp xỉa. Chẳng hạn như là mình nhớ cách đây không lâu thì ông Nguyễn Duy Tân ấy, ông có cái chuyến mà ông đi sang Đài Loan đi du ngoạn du lịch gì đó, ông về ông bảo là ông như ở Việt Nam mà muốn tiến lên nền dân chủ là cần phải đập hết tượng Hồ Chí Minh đi để mà tiến lên dân chủ đấy, chứ đừng có tôn trọng lãnh tụ. Ông bảo vậy, ông nói là Việt Nam là đừng có nên tôn thờ lãnh tụ nữa, tôn thờ lãnh tụ là nó không có tiến lên chủ nghĩa xã hội được, không có tiến lên dân chủ được đấy, thành thử cho nên là phải bắt chước những nước dân chủ, đập hết cái tượng lãnh tụ đi. Khốn nạn này. Thế thì hoặc là nếu mà có cách khác nữa thì giống như bắt chước như giống như Đài Loan vậy đó, người ta gom hết tượng của ông Tưởng Giới Thạch đó, lập lại một cái công viên gọi là công viên Tưởng Giới Thạch đấy, thì có thể là ở Việt Nam mình cũng không đập hết tượng Hồ Chí Minh đó thì cũng lập cái công viên để cũng được. Ông nói như thế thì mình cũng có làm một cái live stream, mình cũng làm một cái clip, mình cũng có gửi trên kênh Việt Vi Sinh, mình cũng có nói về vấn đề đó, mình cũng có phân tích rất là rõ ràng cụ thể từ đạo đến đời. Thế thì mình cũng nói theo ý của ông Nguyễn Duy Tân thôi. Thế giả thuyết ví dụ như bây giờ mà muốn đất nước mà muốn tiến lên nền dân chủ theo ông Nguyễn Duy Tân mà phải đập hết tượng của lãnh tụ, thì bây giờ bởi vì lãnh tụ là của một cái thể chế đảng độc thần thì nó không có tốt. Ông nói như vậy đó, ông nói là lãnh tụ của một cái thể chế độc thần, độc đảng cho nên không có tốt. Thế thì mình nói bây giờ công giáo cũng là một tôn giáo độc thần, bởi công giáo là một tôn giáo độc thần nha, bởi vì trong Cựu Ước là Chúa không cho phép được thờ phượng những tôn giáo khác, phải đập nát hết tất cả những tôn giáo khác đi, và trong người điều răn thì đó, cái đó mới là độc thần đó. Thì trong sách Khứ Luật Chúa dạy rất là rõ ràng là các ngươi phải hủy diệt hết tất cả những thần khác và những nơi thờ phượng của chúng nó, các ngươi phải hủy diệt hết đi. Trong sách Khứ Luật có cái gì ghi rất rõ như vậy. Mà trong 10 điều răn của Chúa cũng điều đầu tiên là cũng nói rất là rõ là các ngươi chỉ được thờ một Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thì rõ ràng Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo độc thần. Thì bây giờ tôi suy luận qua cái điều đó giữa cái câu nói của ông Nguyễn Duy Tân nói là không được thờ lãnh tụ của độc đảng, cộng sản là độc đảng, là độc tài thì độc ác. Vậy như vậy thì Thiên Chúa cũng độc thần, độc thần thì cũng độc ác. Như vậy thì bây giờ ông ngon thì ông muốn tiến lên dân chủ thì ông là noi gương, ông đập hết tượng Chúa giùm cho tôi cái đi, là cộng sản nó bắt chước nó đập tượng lãnh tụ liền à, đúng không? Chính xác.
Nếu ông ngon thì ông muốn tiến đất nước này, muốn tiến lên dân chủ cho nó bằng người ta, thì ông nói là không nên tôn thờ lãnh tụ độc thần, giải thi thiên à, độc đảng nữa. Thì bây giờ cái ông cũng đang thờ độc thần thì ông đập hết đi, ông đập hết tượng Chúa cho tôi đi, Đức Mẹ, Đức gì ông đem ông đập nát bét hết cho tôi. Thì lúc đó cộng sản họ bắt chước họ làm theo liền à. Còn ông không dám đập thì ông đừng có nói. Còn ông không dám đập thì ông đừng nói. Mà ít nhất á, mà tôi nói á, tôi bảo đập đập hết tượng Chúa, tượng Đức Mẹ giờ đập hết đi. Là tôi nói nó có cơ sở đàng hoàng. Bởi tại sao? Thí dụ bây giờ ông lãnh tụ Hồ Chí Minh á, ít nhất là ông vẫn có công cho đất nước Việt Nam. Đối với dân tộc Việt Nam ông vẫn có công, đúng không? Thì bây giờ có thể lập một cái công viên để tượng lại, một cái nơi gọi là công viên Hồ Chí Minh, giống như là ông lấy điển hình như công viên Tưởng Giới Thạch bên bên Đài Loan vậy. Thì tôi cũng công nhận đi. Thì bây giờ ông Hồ Chí Minh ông có công lao với đất nước, với dân tộc, thì bây giờ lập một cái công viên Hồ Chí Minh để tượng cũng được. Còn Chúa Giêsu hay Đức Mẹ là cũng chỉ là cái truyền thống mà gọi là cũng ngoại bang đem tới, chứ không có công lao gì với dân tộc Việt Nam nữa. Cho nên đập dẹp luôn, khỏi có cần công viên nữa. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Bởi vậy cho nên là tất cả những cái người nào mà làm linh mục tốt, không ai người ta dám đả động xúc phạm đến. Đấy. Mà bạn cho tôi hỏi là, tôi không phải là người trong đạo Công giáo, nhưng bạn cho tôi hỏi là trong cái kinh thánh có cái quyển kinh nào là dạy cái người người linh mục mà phải bước vào cái con đường chính trị của đất nước không? Mà theo tôi tìm hiểu thì bạn bè tôi nói là không có. Tuyệt đối 100% là không có. Tuyệt đối 100% không có. Mình nói là trong trong kinh thánh Tân Ước á, Chúa Giêsu có nói như vậy nè. Tại vì mọi người lúc mà tranh chấp quyền lực á, thì lúc mà rồi họ đổ tội cho ông Chúa Giêsu là hoạt động chính trị, cho nên mới bắt ông đem ra tòa để xử đó. Để trước để xử thì ông mới nói với ông tổng trấn Phi-la-tô là cái người xử đó. Ông tổng trấn Phi-la-tô thì ông Giêsu mới nói rằng là nước ta không thuộc thế gian này. Cho nên là nếu nước ta mà ở thế gian này thì ta có thể có binh lính, ta phải có quân đội, ta phải có cái thể chế của ta, thì những người đó sẽ đến đây mà đánh để bảo vệ ta. Nhưng mà ta đến đây là để cứu rỗi cho mọi người. Cho nên ta không, nước ta không thuộc thế gian này, ta không có tranh giành quyền lực thế gian, ta không có đòi làm vua đất này. Thành thử cho nên là nếu mà nói rằng ta làm chính trị là không đúng. Là ông trả lời với cái thể chế Phi-la-tô như thế, cho nên là ta không có làm chính trị. Đó là cái câu trả lời của Chúa Giêsu trước tòa của ông tổng trấn Phi-la-tô trong cái buổi xử. Là Chúa Giêsu nói là nước ta không thuộc thế gian này. Cho nên là Chúa Giêsu không bảo mọi người đi đấu tranh vì quyền lực, cái quyền lực chính trị. Mà trong quyển Kinh Thánh ở sách Tông thư gửi tín hữu Roma ở cái chương 13 cũng có nói rất là rõ là các ngươi chớ có chống chính quyền. Các ngươi chớ chống chính quyền, bởi vì mọi quyền bính trên thế gian này là đều do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy thì nếu như vậy rõ ràng là nếu mà giả thuyết đúng như cái lời Kinh Thánh nói thì cái chế độ cộng sản cũng do Chúa thiết lập. Mà bởi vì thí dụ ở trên cái đất nước Việt Nam này, Chúa cảm thấy rằng cái nền thể chế chính trị cộng sản là nó phù hợp với dân tộc Việt Nam này, nó phù hợp với cái đất nước này, nên Chúa đã tạo ra cái chế độ cộng sản trên cái đất nước Việt Nam này. Đó là ý của Chúa. Như vậy những kẻ nào chống Chúa là kẻ đó là những kẻ nào chống cộng sản là kẻ đó chống Chúa, đúng không? Bởi vì Chúa nói rằng là mọi quyền lực trên thế gian này đều do Thiên Chúa thiết lập. Thế thì ở Việt Nam này nó thuộc về nó cái phạm vi nó phù hợp với cái chế độ cộng sản trên cái đất nước này, cho cái dân tộc này, cho nên là Chúa lập cái chế độ cộng sản ở đất nước Việt Nam này. Nếu mà ông chống cộng sản là ông đang chống Chúa. Đấy. Cho nên là chính xác luôn. Cái đám linh mục. Cho nên là cái đám linh mục chống cộng này là cái đám này là cái mà một phần nếu như mình nói thật sự mình nói, nếu như là tụi nó là một cái đám gọi là không phải đám tu hành, cho nên nó không có cần biết luật Chúa, nó chỉ cần biết lợi dụng cái tôn giáo để nó nhảy vào đó, nó lợi dụng tôn giáo này, nó nhảy vào đó để nó hoạt động chính trị thôi, chứ nó không biết tôn giáo. Còn nếu như thật sự những đám đó là cái đám tu hành thì đám này nó đang bôi cho trét trấu lên mặt Chúa, bởi vì Chúa dạy rất rõ rồi nè. Chúa Giêsu nói là nước ta không thuộc thế gian này, vậy thì họ đấu tranh cái họ đòi cái đất nước này, họ đòi họ giành đất chỗ này, họ giành đất chỗ kia, rồi họ bảo là cộng sản cướp đất, như vậy là sai. Bởi đó Chúa đâu có giành quyền lợi, bởi vì nước ta không thuộc thế gian này cơ mà. Đúng rồi. Mà thầy mà còn trong cái tông thư thì trong tông thư gửi tín hữu Roma thì cũng nói rất là rõ ràng là các ngươi chớ có chống chính quyền.
Bởi vì mọi quyền bính trên thế gian này là đều do Thiên Chúa thiết lập. Tất cả mọi cái trên thế gian này đều nằm trong kế hoạch của Chúa. Có thể là ở nước Mỹ thì Chúa sẽ tạo ra cái điều kiện như thế này, nó phù hợp với cái dân tộc, cái thể chế ở nước đó. Ở cái nước khác thì Chúa lập một cái thể chế, một cái quyền lực nào đó, nó phù hợp với cái dân tộc ở đất nước đó. Còn ở đất nước Việt Nam này nó phù hợp với cái chế độ này, là Chúa tạo ra cái đó. Thành thử cho nên là mọi cái, bởi vì mọi cái nó đều đã do nằm trong kế hoạch của Chúa. Trong Kinh Thánh có nói rất là rõ, ta bảo với các ngươi một cọng tóc trên đầu các ngươi Thiên Chúa cũng đã đếm hết rồi. Ấy thế không lẽ cái cả một cái thể chế này Chúa không biết à? Đúng cọng rồi. Tóc trên đầu ngươi Chúa còn đếm hết rồi mà. Thì không lẽ cả cái thể chế này Chúa không biết à? Nếu nó không phù hợp, nó không đúng thì Chúa đã dẹp nó từ lâu rồi. Còn nếu Chúa đã để nó tồn tại và lãnh đạo cái đất nước này, lãnh đạo một cái dân tộc này, có nghĩa là đó là ý của Chúa. Đúng, chính xác. Vậy những kẻ nào trong Chúa, những ông linh mục nào trong Chúa, là những kẻ đó là những kẻ đang bôi cho cát trâu lên mặt Chúa, và thành thử cho những kẻ đó cần lại chống lại Chúa. Đấy, nó đang trong Chúa. Nên thành phần đó nó chỉ hai, nằm trong hai vấn đề. Một là những kẻ đó, những kẻ hoạt động chính trị đội lốt Thiên Chúa, nó lợi dụng Thiên Chúa giáo để nó hoạt động chính trị. Thành thử cho nên những thằng này phải bị lôi ra ánh sáng. Chính xác luôn. Là ý thứ nhất. Ý thứ hai là những thằng này nó là những người tu nhưng nó lại không coi Chúa ra gì. Nó cỡ như tụi mình làm sao mình học Kinh Thánh bằng tụi nó, đúng không? Đúng rồi, nhưng mình nó làm học sao mình kinh học rất nhiều. Đúng rồi, nó học kinh thế rất thành nhiều thử cho nên nó tự bả vào mặt Chúa. Đấy, thành thử cho nên nói là cỡ mình thì làm sao học bằng tụi nó. Nhưng mà rõ ràng mà mình còn biết, không lẽ nó không biết mà nó đã biết mà nó còn làm như vậy. Rõ ràng là nó đang tự vả vào, nó tự tay nó đang vả vào mặt Chúa. Đấy. Cho nên cái đám của thằng Nam, thằng Thục, thằng Nguyễn Thái Hợp đó, là một cái đám cái chỉ một cái đám mà đội cái đám hoạt động chính trị mà đội lốt tôn giáo thôi. Đội lốt tôn giáo nó chỉ mượn cái tôn giáo này mà thôi. Hy vọng bà con công giáo hãy nghe những cái chuyện này để mà biết được. Xin mời. Mình nhớ cách đây không lâu ở trong bên giáo hội công giáo mà ở cái giáo phận, ở trong dòng Chúa Cứu Thế thành phố Hồ Chí Minh đó, có làm một cái lễ gọi là có cái lễ gọi là dâng hiến nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria. Mặc dù trên tinh thần cái đó là, mặc dù đó nó chỉ là trên cái tinh thần hình thức gọi là dâng hiến trên cái tinh thần, trên hình thức, nhưng mà nói về cái thực tế của xã hội thì không được, thì không thể chấp nhận. Dù ở mức góc độ nào chứ nữa, anh cũng không có được quyền dâng hiến cái đất nước này cho ai hết. Giả thuyết như nói, như ông Nguyễn Ngọc Nam Phong nói là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mảnh đất hình chữ S này, thì chúng ta phải trách nhiệm giữ gìn nó, chứ không có ban, không có được quyền dâng cho ai. Không có cái ông nào được cái quyền dâng miếng đất nào cho ai hết. Cho nên là cái chuyện mà chúng con xin dâng hiến đất nước ở Việt Nam này lên cho Đức Mẹ Maria, đó là một hành động bán nước. Chính xác, tiếp tục lại là một hành động bán nước nữa. Mà trong khi chính tụi nó bán nước, mà chúng nó có ra rã là Cộng sản bán nước cho Tàu, chả biết bán ở chỗ nào. Không có một cái bằng chứng nào mà chúng nó cứ ra rã là Cộng sản bán nước cho Tàu. Trong khi đó, nó làm một cái lễ công khai gọi là dâng nước Việt Nam lên cho Đức Mẹ Mary. Mà không biết là Đức Mẹ Mary ở đâu, chứ mà thật ra đó là một hình thức dâng đất cho Vatican là chính xác nhất. Bây giờ mình nói thẳng thắn một điều, nếu như mà nói để khẳng định cái lời nói mình không sai, là mình nói là nó dâng đất cho Vatican. Bây giờ cái giả thuyết bất cứ một cái chỗ nào đó, nhà nước mà tới lấy đất cái chỗ đó mà một cái thử coi, có phải là nó gọi điện về Vatican liền không? Thì cho nên đúng, rõ ràng đất là của đất nước Việt Nam, như động tới một cái là nó gọi về Vatican. Vatican là lưu lo lên trên thế giới này, là ở Việt Nam là cướp nhà thờ nọ kia, là đàn áp tôn giáo, không tự do tôn giáo liền. Đấy. Cho nên là nó mượn cái vụ đó, nó mượn cái cớ đó để nó bù lo. Cho nên cái thực chất là tụi nó đang gọi là xin dâng hiến cho Đức Mẹ Mary, chứ mà thật ra nó dâng hiến cho Vatican là chính xác luôn. Đấy. Đấy. Thì thôi mình đang hay, xin mời chia sẻ. Mình muốn đề nhường cho hiểu về luật đạo công giáo, xin mời bạn chia sẻ. Đang hay, tiếp tục đi bạn. Mình đang muốn để nhường cho những anh chị khác, rồi có dịp nào thì chia sẻ tiếp. Không phải, tại vì ở đây rất ít người hiểu biết về kinh thánh, về đạo, về luật của đạo công giáo.
Xin mời bạn chia sẻ tiếp tục. Cái này là mình giúp cho người đạo công giáo, giúp cho người giáo dân, người ta biết được rõ bộ mặt của những cái tên linh cầu này. Để xem cái gì. Mày có tin mày là... Mọi người đang chửi cái... tiếp đi, không ai nói bạn hết á. Nếu mà ai nói là Lấy Hữu Ngọc đã lên tiếng rồi. À, không sao. Ví dụ như ai mà cảm thấy mình nói đúng thì mình cũng chẳng cần mọi người khen mình hay là like gì hết, chẳng cần, chỉ cần mọi người nghe và biết đâu là đúng, đâu là thật, thì sự thật để mình thể hiện được cái tinh thần đúng, cái tinh thần của một công dân, của một đất nước, mình bảo vệ đất nước. Nếu là người công giáo thì mình cũng thể thể hiện tinh thần của một người công giáo, kính Chúa yêu nước, bảo vệ đất nước. Đó là việc đúng. Chứ còn những người mà chửi bới thì thật ra thì họ lại là sai lầm. Bởi vì mình nói thí dụ những người chửi bới, mà nếu mà chửi bới thì chỉ có người công giáo mà cực đoan thì họ mới chửi bới, chứ còn những không thì mình nghĩ là không ai mày đi chửi, không thì những người công giáo cực đoan rồi, những người chửi. Mà người ta học đàng nhưng mà bây giờ không bao giờ chửi. Nhưng mà giờ mình nói với những người chửi thí dụ như là giả thuyết một số anh em nào đó trên cộng đồng mạng mà người ta nói lên cái sự thật mà bị chửi, hoặc là người ta nói lên những cái sai xấu của đạo công giáo mà mình nhảy vào mình vì tin đạo mà mình chửi. Thật ra mình cũng đã từng bị, trước đây mình đã từng bị cái chị có cái nick là Tú Quyên sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã hai lần livestream, mở diễn đàn livestream để chửi mình. Mình không nói đi nói lại, không cãi với chị một tiếng nào, không cãi, cũng không phản biện luôn. Cái thứ không hiểu không cần cãi. Chị binh vực đạo nhưng chị chửi, chị mở diễn đàn livestream với chửi mình hai lần, nhưng mà mình vẫn kệ, không sao. Nhưng mà mình để hôm nay sẵn tiện thì mình nói chuyện luôn. Nếu những người chửi mình nói là trong Kinh Thánh Chúa có nói là anh em hãy tha thứ cho nhau, anh em hãy tha thứ cho nhau, mà không phải tha 7 lần mà phải tha đến 70 lần, có nghĩa là tha nhiều và tha mãi. Con số 70 nó không phải là con số giới hạn, nhưng mà có nghĩa là con số nhiều. Anh em hãy tha thứ cho nhau, hãy tha thứ không phải 7 lần mà hãy tha thứ cho đến 70 lần. 70 lần đây là cái con số nhiều, có nghĩa là tha thứ mãi mãi và có lẽ là bỏ qua cho nhau luôn. Ấy thế cho nên những kẻ nào mà cứ thấy ai mà động đến mình một cái là nhảy vô chửi người ta chùm chởm, là những kẻ đó cũng đang vả mặt vả vào miệng Chúa đấy. Nhất đấy. là Nguyễn Đình Thục. Đấy, cho nên mình nói là mấy cái ông linh mục như gọi ông Nguyễn Đình Thục rồi mà cứ lên trên Đặng Hữu Nam nữa, lên trên mạng mà cứ ra rã chửi rồi đấy. Đó là cái đám đó nó ngu muội lắm. Tại vì thực tế mà nói theo cái lý đạo thì lúc nãy mình đã nói rồi đó. Có nghĩa là trong Kinh Thánh nói là mọi quyền bính trên thế gian này đều do Thiên Chúa thiết lập, đúng không? Con người cũng do Chúa thiết lập. Con người chúng ta cũng do Chúa tạo nên. Bởi vì đó là theo cái niềm tin của tôn giáo họ, là con người của chúng ta cũng do Thiên Chúa tạo nên. Ấy thế thì tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa, chẳng ra anh em chỉ có sai lầm với nhau. Thế là mỗi lần anh em sai lầm như nào mày tới mày dĩ vả tao một cách khủng khiếp như thế thì không, tao cũng con Chúa, mày cũng con Chúa, mày chửi vả tao thì có khác nào mày cũng đang chửi cha mày à? Không. Thế bây giờ mình nói chuyện nó vào nó chửi địt mẹ mày, đéo mẹ mày, thì thằng cha mày đồ nó cái nó chửi như thế, không thể mày cũng đang chửi Chúa à? Tại vì tao cũng con Chúa, tao cũng gọi Chúa bằng cha. Thế mày vô chửi ta cha ta thế thì mày cũng đang chửi Chúa à? Cho nên còn cũng giống như là mấy ông linh mục cứ suốt ngày ra rã chửi cộng sản, có khác nào chửi Chúa đâu. Bởi vì cái những cái mọi cái việc làm trên thế gian này là đều do Chúa tạo dựng mà. Đấy, chính lời của ông Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng nói rằng là Thiên Chúa đã tạo cho Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mảnh đất hình chữ S này để làm miền đất hứa tạo dựng sự sống mà. Đấy, đó là lời của ông Nguyễn Ngọc Nam Phong. Ấy thế bây giờ cộng sản người ta cai trị cái chế độ cai trị cái đất nước này. Ấy thế ông lên ông ra rã ông chửi cộng sản thế không? Phải ông chửi Chúa à? Chúa đã tạo ra cái chế độ cộng sản này để cai giữ cái đất nước này. Vì đất nước thì cái đất nước này do Chúa đã ban cho. Ấy thế bây giờ ông chửi cộng sản không khác ông đang chửi Chúa sao? Chính xác. Cho bây giờ mình quay trở lại ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa mất, ha, mình nói một tí xíu về Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa qua đời ha.
vừa mất. Đúng rồi. Thế thì mình nói theo cái lý của người Công giáo. Người Công giáo mà khi một người mà qua đời thì trong cái niềm tin người ta gọi là tất cả con người chúng ta là đều do Thiên Chúa tạo nên, và Thiên Chúa cho chúng ta sống trên mảnh đất này, và khi đến một cái thời hạn nào đó nó đã nhất định nó đã hết thì Thiên Chúa gọi chúng ta trở về, quay trở về với Chúa. Cho nên là cái người Thiên Chúa giáo mà chết, mà các bạn để ý coi, đến tất cả những cái nhà có cái đám tang của người Thiên Chúa giáo, tôi thấy ở trên cái cáo phó người ta đều ghi là cô Maria gì đó, hay là ông Giuse Paulo gì đó đã được Chúa gọi về, đã được Chúa gọi về vào lúc mấy giờ đó, đúng không? Thế thì bây giờ mình đặt giả thuyết ông Trần Đại Quang, ổng cũng là người con cái của Chúa, ổng bây giờ cũng được Chúa thương gọi về ấy. Thế bây giờ mà ông, các ông linh mục mình thấy ông Đặng Hữu Nam đồ, ổng đăng lên trên Facebook của ổng một cái hình là đang nhậu tiệc tùng, ổng gọi là ngày vui quốc tang đầu tiên ấy. Thế bây giờ có phải là ổng đang sỉ nhục Chúa không? Thế bây giờ có thể, bây giờ tôi nói theo niềm tin của người Công giáo, thế giờ ông Trần Đại Quang đang được Chúa gọi về, thế thì Chúa cho ổng xuống để giữ đất nước này, bây giờ có thể là cái thời nhiệm đã hết thì Chúa gọi về, gọi khi Chúa thương gọi chúng con về mà. Thế thì bây giờ Chúa thấy mãn nhiệm kỳ rồi, Chúa thương thì Chúa đưa trở về. Thế bây giờ ông dùng cái hình ảnh ăn nhậu để ông sỉ nhục ông Trần Đại Quang ấy, thế có khác là ông sỉ nhục Chúa đâu? Đúng rồi nữa. Đấy. Cho nên mình nói á, là bọn chúng cứ nói câu trước và câu sau. À đúng rồi, đúng rồi. Nó cứ nói câu trước là nó vả câu sau. Đấy. Nó là những cái thằng cha mà chuyên đi kiếm tiền để ăn nhậu và chơi bời. Không, cho nên lúc nãy mình nói là cái bọn nó là cái bọn chỉ là bọn hoạt động chính trị đội lốt tôn giáo là nó có cái đúng. Tại vì trên thực tế vào cái cuối năm 2017 mà trong cái bức thư của ông Nguyễn Đình Thục á, ông gửi cho ông giám mục Nguyễn Thái Hợp đó, thì ông có kể rất rõ về cái trình trạng của những anh em mà theo cái cách của ông đó, những anh em đòi cái quyền lợi cho nọ kia rồi bị nhà cầm quyền bỏ tù, rồi những anh em gần xa giúp đỡ số tiền này tiền kia, anh em Việt Tân đã gửi tiền về. Ông đã kể rất chi tiết về những cái số tiền như vậy, chứng tỏ là ông ta đã khai rất rõ những cái tổ chức hoạt động chống chính quyền ở nước ngoài đang gửi tiền về cho ông ta. Rõ ràng là ông ta chống chính quyền là vì đồng tiền của những cái tổ chức đó. Trong cái lá thư mà ông viết, ông gửi cho giáo phận Vinh vào cái dịp cuối năm, mình cũng hôm đó mình cũng có lưu cái bức thư đó. Cái bức thư đó hình như là có mấy anh cũng có làm cái clip, cũng có đăng trên Việt Vision, vẫn có đăng lại cái bức thư của ông Nguyễn Đình Thục đó, gửi cho ông giám mục Nguyễn Thái Hợp ở giáo phận Vinh đó. Trong đó ông ta kể rất là rõ, rất là chi tiết, chẳng hạn như một anh vô thần như anh gì Nguyễn Viết Dũng Nguyễn Viết Dũng như một anh vô thần mà cũng đã biết đấu tranh nội kia. Ông ta kể rất rõ là cái số tiền ai đóng góp và những ai bị nhà cầm quyền bắt tù tội. Ông ta nói theo cái kiểu của ông ta, nhưng thật ra ông ta tự khai. Ông ta tự khai là chính ông ta đã đưa bao nhiêu người vô tù tội. Ông ta tự khai ông đã nhận tiền của người nào, nhận bao nhiêu của những tổ chức nào, bao nhiêu euro, bao nhiêu đô la, rồi bao nhiêu tiền Việt, ông ta cũng kể rất là chi tiết. Như vậy rõ ràng cái bản đó là cái bản cáo trạng mà ông ta tự kể tội ông ta, là một tên không, là một cái tên hoạt động chính trị chứ không phải là một người tu hành, rất là rõ ràng. Cho nên mình nói ông Nguyễn Đình Thục là một tay lưu manh, giống như mình nói là cái dịch cái chữ linh mục mà không có dịch thành linh mục mà dịch lưu manh là Nguyễn Đình Thục đúng là một tay lưu manh, chuyên hoạt động chính trị, nhận tiền của những tổ chức nước ngoài mà chỉ đội lốt tôn giáo để làm những cái việc đó thôi. Cái đó mình có bằng chứng luôn. Mình có bằng chứng là ông ta mặc, ông ta cầm cái phong bì từ tay của cái con Emily. Đó. Cái đó là trong, cái đó là một cái bức hình, nhưng mà có cái bức thư mà ông gửi viết vào cái dịp cuối năm á, là ông kể chi tiết lắm, kể chi tiết là nhà cầm quyền đã bắt nhốt ai, rồi những người đó hoạt động như thế nào, đã hỗ trợ đắc lực cho ông ta ra sao, rồi ông đã nhận tiền của ai, bao nhiêu euro, bao nhiêu đô la gì đó, ông kể rất là chi tiết. Đọc cái bản đó giống như là một cái bản tường thuật mà ông ta tự thú tội vậy. Thì đó,
Như vậy là có phải là ông ta đang lại chống lại Chúa một lần nữa? Đấy. Cho nên rõ ràng là, cho nên mình khẳng định là ông Nguyễn Đình Thục là một tay lưu manh chính trị, chứ không phải là một chủ chăn. Đấy. Mà còn nếu mà là một chủ chăn thì ông ta quả là một kẻ quá ngu, ông ta đang tự tay mình vả vào mặt Chúa. Thôi có gì mình nói chuyện như vậy, rồi có gì một bữa nào đó thì sẽ chia sẻ tiếp trong một chủ đề khác. Rồi mình để nhường lại cho mấy anh em. Cảm ơn Đức rất nhiều. Ngày hôm nay Đức đã cho Hiếu Ngọc biết được rất nhiều về những cái gì mà liên quan đến đạo Công giáo. Thực sự là Hiếu Ngọc không phải là người đạo Công giáo, cho nên là rất mong mọi người chia sẻ cái clip này nha. Cảm ơn rất nhiều Đức nha. Chúc buổi tối thật vui vẻ và đầm ấm. Rồi, chào Hiếu Ngọc, chào tất cả anh em nha. Vâng, có ai muốn lên? Rồi, có ai muốn lên thì Hiếu Ngọc sẽ mời lên. Tại vì thực sự Hiếu Ngọc đưa lên cái diễn đàn này ngày hôm nay để vạch trần cái bộ mặt của Nguyễn Đình Thục. Nguyễn Đình Thục đã từng là cái người mà chống lại chính quyền Việt Nam. Nguyễn Đình Thục đã từng là cái người gọi là nói xấu chế độ Việt Nam. Đó. Thì có ai lên không? Có ai lên không để Hiếu Ngọc mời này. Thì ngày hôm nay á, cho đến chủ nhật tuần sau ta tiếp tục một đối tượng khác. Còn từ hôm nay cho đến chủ nhật tuần sau, ngày nào cũng phải nói đến Nguyễn Đình Thục. Cho nên mọi người cố gắng hãy tìm hiểu thông tin về Nguyễn Đình Thục để vạch mặt cái tên Nguyễn Đình Thục này ra trước bà con giáo dân ở xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bởi vì á, nếu như lão ta mà là một con người, là một người có cái sự lãnh đạo tốt hoặc có cái học thức như vậy thì lão ta phải hiểu chứ. Vâng, em mời anh Khải Định ạ. Rồi anh chào Hiếu Ngọc, chào tất cả mọi người nha. Dạ vâng. Vừa anh cũng được nghe cái bài nói chuyện của cái anh người ở Đà Lạt đó. Thì hôm nay anh cũng góp vào diễn đàn của anh này, muốn chia sẻ hay này. Mọi người ấy thì có một số người thì có lẽ tránh tôn giáo, bổn là tôn giáo phức tạp, nhưng thực tế ra mà nói đấy là chúng ta đừng nghĩ như thế. Đầu tiên mình phải nói với nhau này này, tôn giáo chỉ là một nhóm người thôi, người ta thờ cái gì ấy là việc của người ta. Nhưng người ta làm đúng giáo lý, đúng luật pháp. Và mình cũng nói đúng trên giáo lý và đúng trên luật pháp, mình không có sợ một cái gì hết, bởi vì mình nói đúng. Thì cái bạn đó vừa rồi bạn cũng đây, bạn nói anh Khải Định, ngày hôm nay ở đây em không phản biện tôn giáo mà em phản biện lại rồi, em biết rồi. Linh mục Nguyễn Duy Tân, tên gì rồi. Linh mục Nguyễn Duy Tân nó đang đưa cái tính chất là ngu dân tới đồng bào, tới người dân ở xã Sơn Hải, nhất là những người Công giáo. Rồi anh hiểu rồi, xin mời anh chia sẻ. Rồi thì ở đây trên cộng đồng mạng và giờ mấy ngày hôm nay, nhất là thằng Nguyễn Duy Tân nó ăn mừng trước. Không, nó nói giống Nguyễn như kiểu đoạn anh nói Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân đây, sao nói em Duy Tân, Nguyễn Đình Thục. Rồi anh nói, anh chia sẻ với em nghe này này, thì những cái thằng này đấy là nói thẳng với nhau ra là nó lợi dụng tôn giáo để nó chống phá nhà nước mình. Thế thì ở trong những cái điều nhiều lúc anh lên trên diễn đàn của chúng nó thì anh vẫn dựa theo cái cuốn kinh thánh của người Công giáo để anh nói chúng nó. Kể cả những cái diễn đàn ở bên nước ngoài cũng vậy. Bởi vì em sao, trong kinh thánh nó còn có cái câu như này, lúc nãy bạn vừa rồi cũng nói rất chia sẻ rất là đúng. Trong kinh thánh nó nói còn có câu là chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Thấy chưa? Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa, phụng dưỡng Thiên Chúa và về với Chúa. Đó, trong cái kinh thánh của nó cũng có nói như thế. Mà những thằng linh mục là gì? Linh mục là cầu lối giữa người giáo dân với Chúa, là cầu lối. Có nghĩa là ở đây mình phải nói với nhau, nó là người trung gian mà thôi, nó là người giảng đạo, nó giảng giáo lý, mà nó truyền nó gọi là nó giảng giáo lý và nó truyền nó bằng cái chất trung gian, cái từ cầu nguyện của người dân đối với Thiên Chúa. Như lúc các bạn vừa rồi thì các bạn vừa rồi bạn cũng giải thích rất là kỹ về vấn đề là tôn giáo. Ở đây anh cũng có chia sẻ thêm vấn đề như này này, là ở trong cái vấn đề tôn giáo chúng ta cũng phải hiểu một vấn đề tôn giáo là Công giáo. Công giáo thì nó có hai Công giáo La Mã và Công giáo Roma, hai cái loại Công giáo này.
thì ở trong công đà công công giáo của cái người công giáo Nam Mã ấy thì có chia ra rất là nhiều nhóm nữa, và ở công giáo Roma cũng rất chia rất là nhiều nhóm, nhưng ở hiện tại Việt Nam mình là nó vẫn đi theo cái đường lối công giáo của Roma, của Thánh Vatican ấy. Thì đạo Tin lành cũng là một cái nhóm trong đó, cũng là một nhóm ở trong đạo công giáo đó, nhưng họ tách ra, họ có 10 điều khác nhau giữa giữa công giáo và Tin lành, nó có 10 cái điều khác nhau. Cái người Tin lành thì người ta là những người người ta cầu trực tiếp với Thiên Chúa, người ta không qua trung gian. Và cái Đức Mẹ Maria ấy thì là đối với người Tin lành đấy thì là Đức Mẹ Maria cũng chỉ là một người dân bình thường, là được Thiên Chúa có nghĩa là lấy bà mượn bà đó để sinh ra ông Giêsu, cho nên rằng là đối với bà Maria đó cũng không có một cái phép màu gì cả. Cho nên là trong cái của cái người Tin lành đó, người ta không thờ bà Maria, mà chỉ có ở cái người công giáo, chỉ có người Thiên Chúa giáo ở Việt Nam này là thờ bà Maria, thế vậy thôi. Cho nên là mình phải phân 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 tích giữa cái, còn ở các nước Ả Rập thì lại khác nha. Các nước Ả Rập khác, ở cái chỗ mà nơi Chúa sinh ra thì lại thờ một kiểu khác nữa. Cho Không, nên anh, cái đây là cái đạo công giáo hay cái đạo Thiên Chúa giáo, đấy là tự do tín ngưỡng của họ, mình không có thể nào mà mình nói sâu vào cái vấn đề đó. Ở đây mình vạch mặt cái tên Nguyễn Đình Thục này, tức là hắn lên trên mạng ngay như sáng hôm nay, ngay như trưa hôm nay, là hắn nói xấu chế độ, hắn nói xấu Đảng và Nhà nước, và hắn thậm chí vui mừng khi bác Trần Đại Quang ra đi. Thì từ chỗ đó ngày hôm nay em hy vọng là anh chị em trên cộng đồng mạng này, ai hiểu biết về tôn giáo cứ chia sẻ về cái luật tôn giáo cho cái để chứng minh rằng cái thằng Nguyễn Đình Thục này nó đang có những cái gọi là rất là mất dạy và rất là thiếu văn hóa của cái người công giáo như nào. Mình đưa hết ra đây để cho bà con trong cộng đồng mạng họ biết được rằng cái người này không xứng đáng làm cha, không xứng đáng làm linh mục ở cái giáo xứ đó. Tại vì ở cái giáo xứ đó, em nói với anh ấy là cái giáo xứ mà người dân nghèo nhất trong cái tỉnh đó. Là vì sao? Là vì cái tên này nó làm cho ngu dân đi. Thứ nhất, nó không rồi. cho người ta đi đánh bắt cá. Thứ hai, nó không cho người ta buôn bán làm ăn. Và thứ ba, nó không cho người ta giao thương với những người người dân tộc khác, dân tộc kinh ở bên ngoài. Đó, thì có phải là cái này nó làm thực hiện chế độ ngu dân, nó sau khi có chế độ ngu dân rồi nó mượn cớ đó nó chụp hình quay phim và nó đưa các cái đài phản động ở nước ngoài về để nó gọi phỏng vấn để chụp mũ cho Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Đó, thì mình phải vạch mặt tại sao ở đây đất nước Việt Nam những người không theo đạo Thiên Chúa giáo thì họ lại giàu, hoặc cũng như là ở cái giáo xứ Sông Ngọc đó thì những người không theo đạo Công giáo thì họ lại giàu. Còn chỉ có một cái nhóm nhỏ trong cái giáo xứ của cái giáo xứ Sông Ngọc đấy thì lại rất là nghèo, mà cái giáo xứ Sông Ngọc đấy lại xây một cái nhà nhà cái nhà 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 thờ mà như là cái khách sạn 5 sao đó. Thì em xin mời anh chia sẻ. Ở đây anh cũng chia sẻ, nếu vậy thì anh cũng chia sẻ với em nghe như này này. Những người, anh khẳng định với em một điều là những người theo tôn giáo chưa chắc gì đã hiểu về vấn đề tôn giáo phần nhiều, mà họ chỉ mang tính chất ở trong đó, nó thật với em, ở trong đó họ có một cái luật gọi là luật rừng, chứ họ không đi theo cái vấn đề gọi là giáo lý đâu. Có nghĩa rằng là ai đi trái với cái lệnh của cái người cha linh mục đó, là ở trong cái nhóm người đó họ có một cái luật rừng, hoặc hành xử người đó theo cái cách là ví dụ như là gia đình có công có việc này, đám ma đám cưới này, nó hành xử để dẫn đến có một số người là người ta nhận thức ra làm việc đó làm việc sai, đi ngược lại với giáo lý, đi ngược lại với pháp luật, nhưng mà họ cũng vẫn phải cắm tăm họ chịu, bởi vì họ ở trong cái nhóm đó, họ bị một cái luật rừng đó chèn ép họ. Ví dụ như là bây giờ người ta sinh ra từ cái thời điểm từ lúc nhỏ thì người ta đã đi theo cha theo mẹ đi rồi. Thế rồi đến khi cái đức tin của họ rất là cao, mà đến khi bây giờ nhà có việc nọ việc kia một cái, thì những thằng linh mục này cái tiếng nói của nó rất là có giá trị trong cộng đồng giáo dân đó, cho nên là dẫn đến nó dùng cái luật rừng, chứ nó không dùng theo kinh sách, mà nó dùng luật rừng, nó không dùng pháp luật để mà nó chèn ép giáo dân ở trong đó. Ở đây nó cũng chia sẻ với mọi người là trong cái người giáo dân đó không phải là người nào cũng u mê, nhưng bởi vì họ ở trong cái cộng đồng đó, họ phải chấp nhận cái vấn đề đó.
biết rằng là họ nghèo, họ đói, nhưng họ vẫn phải chấp nhận. Đó. Để mà tháo gỡ những cái, để mà tháo gỡ những cái vấn đề này, chỉ có những người nào trong giáo dân đó là mình cũng phải khuyên họ là lấy chính cái giáo lý đó vặn ngược lại với cái thành phần linh mục đó, để cho nó mở cái mắt nó ra thế nào là một người sống tốt đời đẹp đạo. Muốn làm một người người giáo dân tốt thì phải làm một người công dân tốt. Chứ anh không thể làm một người giáo dân tốt mà không là công dân tốt. Anh đầu tiên anh phải làm một người công dân cái đã. Cho nên là ở trong cái nhóm đó là họ vẫn bị có một cái có một cái gọi là cái luật luật rừng, luật vô hình nó chèn ép người ta. Dẫn đến là tại sao là... Nhá, em nói với anh như này này. Ừ. Tại sao mà nếu như bên ông cái đợt mà ông Thiệu á, ông ấy về ông muốn ám sát Bác Hồ, thì ông ấy là bên ông nào là ông Diệm chứ đúng không? Ông Diệm là đưa Công giáo vào Việt Nam đúng không? Không phải. Cái lịch sử tôn giáo là ở Việt Nam là khác. Là vấn đề là do người Bồ Đào Nha họ truyền vào, nhưng mà thực tế là mới từ thời Pháp là nhiều thôi. Cái vấn đề lịch sử tôn giáo khác, nhưng lịch sử thế giới này khác nữa. Còn ông Diệm là không phải. Do từ đời vua, từ các đời vua trước, đời không vua... Không anh, ông Diệm hay ông nào mà đưa người Bắc Nam Tư từ ngoài Bắc vào? Đấy là ông Diệm. Thì đó là ông Diệm. Thì ông này, ông ấy khi mà Bác Hồ còn đang ở trong nhà chùa, ông này ông còn muốn giết hết những người đi tu ở trong nhà chùa. Đấy là luật 559. Đó, chị thì anh thấy không? Ừ. Như vậy là đạo Công giáo cho phép người trong đạo được đi giết người như vậy không? Em nói ở đây nó có cái sự khác nhau ở như này này. Nếu như một cái ông sư thầy tu chính mà ông ví dụ như là ông sư phụ trụ trì ở một ngôi chùa nào khác hay gần đây ở Việt Nam cũng vậy thôi, nếu như có xảy ra chuyện gì, bất cứ một cái chuyện gì, ông chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, mọi người phải hiểu là như thế. Mới có một cái một anh muốn chia sẻ cái giáo xứ Sông Ngọc và một số cái giáo xứ là đưa lên trên cộng đồng mạng đó, là nói là chính quyền và tranh chấp giữa giáo xứ và chính quyền về vấn đề đất đai đấy. Thì trong cái luật tôn giáo nó là họ cũng có đầy đủ, ghi đầy đủ hết đấy, là mọi người cũng nên lưu ý là trong cái luật tôn giáo thế nào là một giáo xứ, thế nào là một giáo họ, là thế nào là một niệm Phật đường và thế nào là một nhà chùa. Ở trong đó nó quy định là bao nhiêu người và diện tích là bao nhiêu thì được lên. Nhưng mà có cái nhiều cái là người ta muốn lên, chẳng hạn như là từ một cái giáo họ lên giáo xứ, người ta đủ số lượng người nhưng người ta không đủ số lượng đất, nhưng mà người ta lại muốn lên thì người ta đi lấn chiếm. Xong bắt đầu lên thì người ta lại nói là chính quyền đổi cho chính quyền là cướp đất đấy. Nó có những cái như vậy nữa. Không phải là chính quyền không lấy đất của dân làm gì hết. Đất là đất đai, là tài sản của nhà nước, nhưng người nhân dân được quyền sở hữu. Chính quyền nó là chính quyền, chỉ là người đại diện cho chính quyền mà thôi. Người ta thế lấy bây giờ đất em lại nói với anh đó. Trở lại cái vấn đề là khi mà vào đạo Công giáo, họ cứ những người đạo Công giáo họ cứ bảo là cái gì, họ là tự do ngôn luận, họ lên trên mạng này họ gào thét lên như thế, họ tự do ngôn luận, họ tự do tôn giáo, họ đòi hỏi tự do nhé, như là Nguyễn Đình Thục là đòi hỏi tự do trên đất nước Việt Nam, thì vậy thì trong cái giáo xứ của ông ta có được tự do hay không, nếu như một người ngoài đạo mà không học đạo của ông ta có được làm vợ làm chồng trong cái Công giáo của ông nói... ta không? Nếu như nói về vấn đề đó thì anh nói thẳng với nhau ra là những người ở trong cái nhóm đạo của Thiên Chúa giáo ở Việt Nam này ấy, là người ta vừa ăn cướp vừa la làng. Anh nói trắng phớ với nhau ra như thế. Bởi vì sao anh nói như thế? Bởi vì là họ lên mạng lúc nào họ cũng rêu ra mấy nước ngoài, họ sang Vatican hoặc sang Mỹ, sang Pháp, Úc, người ta nói là tự do tôn giáo này, rồi là quyền con người này. Nhưng mà nếu như nói như thế, nếu mà họ nói mà họ làm như vậy thì không sao cả. Nhưng mà đây họ vừa ăn cướp, họ vừa la làng. Trong tất cả các cuốn kinh sách của người Công giáo, của người Công giáo anh đã đọc sơ qua hết, hoặc là trong pháp luật của Việt Nam cũng chưa có một cái từ nào là điền là lấy vợ, lấy chồng và đi học chúa cả. Cái đây là quyền tín ngưỡng của mọi người. Người ta có thể vào ngày hôm nay, người ta vào ra ngày mai, cái đấy là việc của người ta, không bắt buộc. Nhưng mà ở cái đạo Công giáo này ấy, thì nó lại mang tính chất là
đạo Công giáo là nói chung, nhưng riêng tiên lành thì họ cũng không ép đâu. Nhưng mà riêng cái đạo Công giáo ở Việt Nam này, cái đạo Thiên Chúa ấy, là họ có cái mà họ gọi là chèn ép người dân, gọi là luật rừng đấy. Từ đóng góp tiền đến lấy vợ lấy chồng, hoặc là bất cứ một cái giam cái đề gì đó ở trong trong cái giáo xứ của họ, nếu ai mà làm sai là họ dùng luật rừng, chứ họ không dùng giáo lý mà cũng không dùng pháp luật. Anh đã nói chia sẻ rồi, cho nên là đối với anh ấy là người ta vừa ăn cướp vừa la làng, không làm đúng giáo lý đâu em ạ. Người ta không làm đúng giáo lý đâu. Trong tất cả các cuốn kinh sách là anh cũng đọc sơ qua rồi, mà còn nó có kinh của nó thì có rất nhiều, có cả 57 cuốn cơ, nhưng mà chính của nó là có 5, có 6 cuốn, là có 5 cuốn. Cuốn Tân Ước là cuốn thứ 6. Nhưng mà không có một từ nào là Chúa dạy như vậy đâu. Tất cả mọi thứ ở trên đời này là Chúa sáng lập ra, kể cả là Chúa còn nói là phải biết lắng nghe cái cấp cầm quyền, phải tôn trọng kẻ đối lập. Nhưng mà cái câu đó đối với người Công giáo, là cái đối với người Thiên Chúa giáo ở Việt Nam, cái câu ấy hình như hơi bị thừa. Chúa là dạy người khác, không phải dạy họ. Chúng ta phải biết lắng nghe các người biết lắng nghe cái cầm quyền, phải biết tôn trọng kẻ đối lập. Đấy, cái câu Chúa nói rất hay như vậy thì họ có nói đâu nha. Có một người bạn chia sẻ là chúng ta còn phải yêu kẻ thù của chính chúng ta. Đó. Nói đó, chung là nó cũng nhiều lắm, bởi vì kinh, là nó rất là rộng. Trong cái kinh của Thiên Chúa hay là gì đó là kêu là chúng ta phải yêu cả kẻ thù của chúng ta. Nhưng ngược lại ở đây là Linh Mục Nguyễn Đình Thục không hề có những cái hành động yêu thương con người với con người. Mà Linh Mục Nguyễn Đình Thục hàng ngày ra giả lên trên mạng này nói xấu đảng và chế độ. Rồi một cái câu nói của Thiên Chúa nói cũng nói rất là hay. Tất cả mọi người đều nói anh em. Nhưng thực tế là chúng nó coi người ấy, nó coi những người Cộng sản như là kẻ thù. Chứ nó đâu là anh em đâu. Ở trong này có một số bạn hỏi là Công giáo là gì thì nói thẳng với nhau ra các bạn, là các bạn hãy vào Google hãy đọc cái vấn đề lịch sử về Công giáo, là các bạn hãy biết trong Công giáo nó chia rất là nhiều nhánh, rất là nhiều phe. Nó một lá nó là một tôn giáo phức tạp nhất thế giới này. Có những nơi thì họ tôn sùng ông Giê-xu, nhưng có những nơi họ không tôn sùng ông Giê-xu, họ chỉ thờ một Đức Chúa thôi, người ta không thờ ông Giê-xu. Nhưng có những cái tôn giáo thì thờ ông Giê-xu mà không thờ bà Maria. Thấy chưa? Cho nên các bạn cứ vào Google các bạn gõ là ra hết lịch sử về tôn giáo. Đúng rồi đấy, cái câu đây này, chúng ta phải tha thứ yêu chính kẻ thù của chúng ta. Đấy là trong cái sách kinh của họ. Nhưng mà khi Nguyễn Đình Thục lên mạng hàng ngày nói xấu đảng và chế độ như vậy, thì Nguyễn Đình Thục có phải là một người cha là đi về để truyền đạo cho con chiên của mình không? Đó. Hay là Nguyễn Đình Thục đang tự vả vào mặt Chúa của mình? Ừ. Họ dùng luật rừng thôi. Nói chung là ở Anh nó trắng phớm nhau. Họ dùng luật rừng để họ chèn ép lẫn nhau. Nhưng mà họ cứ lên trên mạng hoặc dùng ở trên cái dọa cho kia, họ nói là Việt Nam là dùng luật rừng rồi họ. Nhưng chính là trong cái cộng đồng họ là họ dùng luật rừng. Ai mà đi sai lại với cái đường lối của cái ông Linh Mục đó thì những cái chẳng hạn như là những cái bi tích của những người Công giáo là họ không được hưởng, ví dụ như vậy. Là bắt đầu là họ ép nhau là phải theo, kể cả từ đóng tiền đóng nông, từ đóng tiền xây dựng nhà cho cha, rồi đóng tiền xây dựng nhà chùa nhà thờ. Nhưng mà riêng ở bên Phật giáo thì họ không làm như thế, họ không làm như thế, mà riêng ở bên Công giáo lại ép con người ta từ lấy vợ lấy chồng, từ lúc chết, từ việc đóng tiền xây dựng, họ đều bị áp đặt hết. Nhưng mà họ này cứ nơi lúc nào họ cũng nói là tự do tín ngưỡng, tự do gọi là quyền con người. Quê con người ở chỗ nào? A Kiêu muốn phản biện, để Hữu Ngọc mời A Kiêu lên để Hữu Ngọc hỏi. Rồi cho A Quy cũng nói về Công giáo. Đây A Quy cũng nói A Quy rồi. Tất cả mọi người đều là anh em đấy, đều là con của Chúa sinh ra đó. A Quy phải nhớ cái việc không gọi tôi lên, nó mới A Quy. A Kiêu lên. Ngày hôm nay mời A Quy xem là A Kiêu có phải là người mà biết phải biết trái không? Xin mời A Kiêu. Rồi mà A cứ mời A Quy lên. A Kiêu muốn thì Hữu Ngọc mời A Kiêu lên. A Kiêu có lên không? A Kiêu có lên không? Lên thì Hữu Ngọc mời lên. Tại ở đây là tất cả những người ở trong cái diễn đàn này chỉ mong muốn lật cái mặt của cái tên Nguyễn Đình Thục này ra. Nó đang làm ảnh hưởng đến những người giáo dân.
A Kiều có lên không? Cho nên là đừng có nghĩ rằng ở đây á, mọi người không ai muốn lên đây để mà nói người này nói người kia đâu. Kể cả là những người Việt hải ngoại đang chống cộng cực đoan á, thì nếu như không có những người đó lên trên mạng này hàng ngày ra giả lên nói xấu đảng và nhà nước, thì đã không có những anh chị em ở trong nước người ta phản biện lại đâu. Nha, A Quy nha. Nếu như không có những cái người Việt mà đang lên mạng chống lại đất nước Việt Nam thì đã không có những cái người mà như anh chị em đang ở trong nước này lên đây để mà chống lại đâu nha. Rồi ok, 5 phút nữa Hiếu Ngọc chờ. Chứ không phải là cứ bảo vệ theo cái ý của mình. Đơn giản như bây giờ nói ngay như hồi nãy giờ các anh chị em nói đó. Đơn giản như cái việc lấy vợ lấy chồng của những cái người mà rồi xin mời mà theo đạo đi. Tại sao cứ phải bắt người ta phải học? Đó là cái luật của đạo mình cơ mà. Thế có phải là đạo đấy là đạo độc tài không? Sao mời mãi mà lộc phạm lại không được hay? Sao bấm vào không được, bấm vào cái chữ phát trực tiếp ý, sao lại tắt đi? Bấm vào nó có chữ phát trực tiếp đó, bấm vào đó. Chứ còn ở đây không ai muốn để mà lên đây để mà phản biện, để mà ngồi mà nói nhiều đâu. Nói thật với mọi người là như vậy. Thực tế ra nó có cái sự ở trong cái sự mà những cái người linh mục này, họ là những cái con người đã từng lên đây chống phá đất nước Việt Nam, và hàng ngày họ đi, họ giao du với những cái người mà chống cộng cực đoan ở nước ngoài. Họ nói xấu đảng và nói xấu chế độ, nói xấu người dân Việt Nam. Thì chúng tôi mới phải lên đây. Không thể mời được Lộc Phạm đâu nhá. Không thể mời được. Rồi bây giờ A Kiều có lên được không? Không lên được thì để Hữu Ngọc mời người khác. Được rồi, ok. Không có camera nha A Kiều. Thoát ra vào lại đi rồi Hữu Ngọc mời. Rồi ok, đang mời đó nha, đang mời AQ á. Hello, chào Hiếu Ngọc, chào rồi, các anh chị em. Nãy giờ là rồi, nãy giờ là mình thấy là AQ ở dưới là hỏi rồi trả lời với mấy anh chị em ở dưới là cái này cái kia, rồi nói lại Hiếu Ngọc với về các anh chị em, là có nghĩa là mình cứ nôm na là biết thì nói mà không biết đừng nói vi phạm pháp luật, đúng không? Đúng, được. Vậy thì cái này Hữu Ngọc không biết này. Hữu Ngọc hỏi A Kiều là tại sao trong đạo Công giáo lại khi mà có người ví dụ như bên đạo Phật muốn lấy người đạo Công giáo lại không cho, hoặc ví dụ như là người ngoài đạo mà muốn lấy đạo Công giáo phải đi học hàng 6 tháng đến 1 năm. Cái này có phải là độc tài không? Cái này có phải là độc quyền không? Không, thì cái đó là như vậy. Đây kêu giải thích cho Hiếu Ngọc và mọi người hiểu về một chút xíu về cái luật của bên Công giáo. Cái đó là cái sự mong muốn để hai người vợ và chồng cùng chung một đạo để làm gì? Không phải cho hiện tại mà cho tương lai. Tương lai có nghĩa là sau này nếu con cái mình sinh ra